Hello mấy chị. Mấy chị vô coi like nha. Hôm nay đồ gia dụng. Hôm nay em like đồ gia dụng ở nhà, còn mấy cái mà lẻ đó em like cho nó hết luôn. Mấy chị vô chia sẻ like giúp em nha. Hôm nay em lại like bằng cái bộ này, bữa ai hỏi quá trời nha. Chung là ở nhà còn mấy món sót lại đó mấy chị. Bây giờ mới lục ra được thì em like cho mấy chị luôn. Xong rồi Kim. Không, chị Kim giàu ơi. Nói chung là mỹ phẩm thì nhà em chỉ có hàng Hàn Quốc với hàng Thái thôi mấy chị. Hàng Hàn Quốc với hàng Thái thôi. Còn chị Diễm xài loại nào thì chị Diễm bán loại đó. Hoặc là mấy chị có hình sẵn, hoặc là mấy chị xài lâu rồi mấy chị nhờ bên em mua giùm. Ví dụ như là hàng mỹ phẩm Hàn Quốc thì bên em mới đặt về thôi. Chứ mà mấy cái kem, còn mấy kem khác thì bên em không có ha. Mấy kem khác thì bên em không có. Rồi bây giờ mấy chị vô coi like, chia sẻ like với em nha. Hôm nay là tại vì chị Diễm vẫn còn đang bận cho nên là không có like được. Đang bận cho nên là không có like được, cho nên là em like luôn mỹ phẩm. Thì chị nào mà mình hôm qua mình chưa đủ đơn hoặc là mình còn giữ đơn ở đây, mấy chị muốn lựa thêm thì mấy chị vô coi like xong rồi mình lựa giùm em luôn ha. Hôm nay em còn lại mấy cái khăn lụa. Còn lại mấy cái khăn lụa để like cho mấy chị chốt luôn ha. Rồi thôi em lên luôn nha. Ví dụ mà mấy chị bây giờ mình chưa rảnh coi thì mấy chị có thể coi lại like xong rồi đặt giúp em nha. Rồi cái khăn con hu nè mấy chị. Khăn hu này hơi nực, thôi để hồi đi. Rồi ở đây em có cái dạ túi là chị Diễm like, chị Thi Anh Nguyệt Phạm ơi. Túi là hôm có túi đó, nhưng mà chị Diễm like nha. Hôm nay em chỉ like mấy cái đồ gia dụng linh tinh ở nhà thôi. Rồi cái này là cái túi lọc rác nè mấy chị. Cái này là để ở chỗ mà cái lavabo, chỗ mà mấy chị rửa chén á. Chỗ mà mấy chị rửa chén á, thì thường mình rửa chén mình hay ngâm chén đó mấy chị, để cho cơm đồ á nó rớt ra ha. Hoặc là mấy chị mình ăn bún, ăn mì xong rồi ở nhà mình ăn thì nó còn cái cặn á. Khi mà mình đổ, bình thường là mình ở cái chỗ cái lavabo rửa chén thì nó có một cái rổ đúng không, thì bình thường mấy chị đổ vô đó thì cái rổ đó thì em thấy là thường thì mình ít khi nào mình vệ sinh cái rổ đó lắm. Đa phần là mấy chị lấy cái rổ nó lên đúng không, xong rồi mấy chị đập vô cái thùng rác, xong rồi mình lại để nó về chỗ cũ thôi, chứ ít khi nào mà mình rửa nó lắm. Ít khi nào mà mình lấy ra xà bông để mình tẩy rửa lắm. Thì mấy chị có thể xài cái bịch này ha. Cái bịch này là cái túi lọc rác để ở chỗ đó đó, nó là một cái túi như này nè. Xong rồi mấy chị trồng vô cái rổ ở chỗ mà mấy chị rửa chén đó, nó có cái chỗ thoát nước á, mà thường là nó sẽ có cái rổ đó, mấy chị để vô đó. Xong rồi mấy chị để đó xong rồi mình cứ rửa chén làm bình thường hết ha. Xong rồi khi nào mà mình muốn đổ á thì mình chỉ cần cầm cái bịch này lên thôi mấy chị. Xong rồi mình cầm nguyên cái bịch và mình vứt vô thùng rác thì nó sẽ nhanh hơn mà nó vệ sinh hơn nữa ha. Giá là kem chống nắng màu trắng. Đẩy cái màu chết còn không chị? Tony Moly á. Còn nha chị Tiếp Vân ơi. Tony Moly là em còn á. Chị có lấy thì báo em ha, em còn 3 chai. Còn kem chống nắng màu trắng bây giờ không có hàng chị ơi. Em không có hàng nha, em chỉ có kem chống nắng màu hồng thôi à. Chứ không có kem chống nắng màu trắng, hết kem chống nắng màu trắng rồi. Lâu rồi không có hàng luôn. Rồi cái bịch túi lọc rác này giá là 40.000 nha. Chị nào lấy thì mấy chị comment cho em, ở nhà chắc là còn khoảng chừng 10 túi thôi. Túi lọc rác ha.
để ở cái chỗ lavabo bồn nước, chỗ mà mấy chị rửa chén á. Túi lọc rác 40.000, sẵn đang nói rửa chén em về lại khăn khăn bếp nè mấy chị. Đây cái khăn này là siêu thấm hút luôn mấy chị, để thường kệ bếp của mình đó mấy chị, để mình lau nước nè, hoặc là có dầu mỡ gì đó, xong rồi mấy chị để một cái ở trên bàn ăn nè, xong một cái để trên bàn để tiếp khách đó mấy chị, xong rồi nước rồi thì mình lau ha. Cái này là siêu thấm hút luôn. Cái này á là một set, hoặc là mấy chị để dành để ở gần cái chỗ cái lavabo để mấy chị lau tay á đó. Giá là còn cái nữa mấy chị có thể để ở trong tủ chén để mấy chị lau chén á, để lau chén. Giá là 50.000 một set ha, mới đầu là 55.000 một set, nhưng mà bây đợt này em về thì nó từ đợt trước về thì về nhiều cho nên là nó được rẻ hơn chút xíu, thì là em để là 50.000 một set 10 cái khăn như vậy nha mấy chị. Một set 10 cái khăn như vậy nè, là giá là 50.000 đó. Nó có hai lớp nè mấy chị, hai mặt. Cái này mua hoặc là chị nào mà mình làm ở trong công ty đó mấy chị, mình có thể mua cái này mình để trong ở trên bàn á, để mà ở trên cái bàn tiếp khách để mà mình lau nước á. Bình thường á là cái này mấy chị vô siêu thị mấy chị mua một cái khăn thôi là đã 16.000 rồi. Cái khăn vuông bự này nè là 16.000, mà em cảm thấy cái khăn nó không có thấm hút nước, mà cái khăn này thì giá của nó là 50.000. Chị nào lấy set khăn bếp thì comment cho em là set khăn bếp luôn nha. Hôm nay em like đồ gia dụng cho nên thí dụ mà chị nào mà mình muốn xem cái mẫu nào á gia dụng, hoặc là mấy chị đang cần lấy mỹ phẩm mà mấy chị đã biết rồi, mấy chị đã mua rồi, ví dụ như hàng Thái như là thâm nách rồi đó, mấy chị muốn lấy thì mấy chị comment luôn cho em nha, để em để hàng cho mấy chị luôn cho nó lẹ, khỏi cần phải đợi inbox ha. Rồi cái đó là khăn bếp giúp em nha, khăn bếp chắc là em còn 10 cent. Mấy chị đặt hàng cho em xin số điện thoại ha. Rồi ok chị Tuyết Nguyễn nha. Rồi cái này là cái bột vệ sinh máy giặt nè mấy chị, bột vệ sinh máy giặt nè, giá là 40.000. Cái bột này chắc là em khỏi cần nói nhiều luôn á mấy chị, nhà là em thấy là mấy chị mua một lần là 3-4 bịch không à, mấy chị một lần 3-4 bịch không à, thì ở nhà em bây giờ chắc là còn được 15 bịch. Thì chị nào có lấy cái bột vệ sinh máy giặt này thì mấy chị báo cho em luôn ha. Giá là 40.000, 40.000 một bịch nha mấy chị. Vệ sinh máy giặt. Rồi em có về lại một ít cái đồ lăn bụi nè mấy chị, về lại một ít cái đồ lăn bụi nè. Cái đồ lăn bụi này giá là 50.000. Mấy chị có thể để ví dụ như là ở trên cái ra giường của mình á, mấy chị ngủ tối nó hay rụng tóc á mấy chị, thì mấy chị có thể lấy cái đó ha. Mấy chị lấy cái này nè, mấy chị làm sạch ở trên cái ra giường của mình nè, hoặc là ở trên quần áo của mình, mà ở nhà mấy chị có nuôi thú thú cưng á mà nó dính lông chó lông mèo rồi đó, mấy chị có thể xài cái này ha. Cái này nó tiện một cái là nó có một cái cây lăn bụi này, xong rồi nó tặng thêm cho mấy chị hai cái lõi này luôn, là tổng cộng là coi như mình mua một mà được ba luôn á mấy chị, được ba cái thanh lăn luôn á đó. Giá của cái mẫu này giá của cái lăn bụi này là 50.000 giúp em nha. Chị nào lấy lăn bụi thì mấy chị comment cho em là lăn bụi luôn, giá là 50.000. Em còn cái mẫu này chắc ở nhà là em mới về được chắc là 50 cái, mà bây giờ ở nhà còn được có 9 cái thôi là mấy chị dặn hàng á đó. Đó cho nên là chị nào lấy á, thì comment cho em luôn nha. Cái lăn bụi này mua một mà được ba luôn, giá là 50.000. Giá là 50.000. Cái bộ đũa nè mấy chị, cái bộ đũa này bình thường lên like có chị nào hay hỏi em cái bộ đũa này nè, mà kêu hết hết đó mấy chị. Cái bộ đũa 70.000 nè đó. Cái bộ này em nhớ có chị nào mà 2-3 like luôn, chị đều nhắn tin hỏi là có cái bộ đũa không, bây giờ em còn sót duy nhất một bộ nè. Chị nào lấy cái bộ đũa này thì mấy chị comment cho em ha. Bộ đũa này giá là 70.000 một bộ nha mấy chị. Cái này em bán nhiều lắm rồi đó, đa phần mấy chị về là khen đẹp quá không dám lấy ra ăn luôn. Đây đũa nè mấy chị. Bộ đũa 70.000 nha, em còn ở nhà duy nhất một bộ thôi mấy chị. Hàng này là hàng Việt Nam ấy. Đó là ai? Đó, còn một bộ, chị nào lấy bộ đũa thì comment cho em là bộ đũa nha, 70.000.
chị mà coi túi xách với lại áo nam á thì mấy chị thông cảm đợi dùm em chị Diễm like nha, tại vì túi xách thì em không có biết giá, túi xách không có biết giá. Có nha chị Lê Huyền ơi. Ô, mấy chị đặt hàng cho em số điện thoại đi mấy chị, tại vì không có số điện thoại là không có điện thoại cho mấy chị được, với lại là thường là hay trùng tên á, thì mấy chị nào mà khách quen á thì cho em 4 số cuối, còn chị nào mà mình khách mới thì mình cho em thêm số điện thoại nha. Áo đặt em đang mặc là đầm nha chị, áo đầm em đang mặc là giá là rất là rẻ, có 95.000 thôi, dành cho mấy chị ngực tầm 95, mấy chị mà 65 kg là mấy chị mặc ok, 65 kg là mặc ok. Mấy chị cho em xin số điện thoại nha. Bộ đũa thôi em còn có một bộ thôi mấy chị, bộ đũa em còn có một bộ thôi. Chị Nguyễn Trương cho em xin số điện thoại nha. Chị Mỹ Tương ơi, mình có đơn bên em không? Có đơn chốt hả? Ok chị Nguyễn Trương nha, một set khăn bếp, một gói vệ sinh máy giặt với một cái túi lọc rác. Ok chị Thuận Lê, cái cây lăn bụi nè. Chị Mỹ Tương, chị lựa thêm dùm em nha, lựa thêm trong like này dùm em luôn. Chứ mà thường thường là mấy chị mà trong cái like này nè mà mấy chị lựa một món á, là thường thường là mấy chị thoát like ra xong là mấy chị mất tiêu luôn. Mấy chị thoát like ra xong là mấy chị mất tiêu luôn. Cho nên là hả, mấy chị lựa thêm trong like này dùm em hết, xong rồi để lại số điện thoại để cho em chốt hàng luôn. Rồi em sẽ lên tiếp cái này nha. Cái này là cái máy dũi mini nè mấy chị. Cái này thì dành cho chị nào mà cắt tóc ngắn ngang vai. Thường thường là mấy chị cắt tóc ngắn ngang vai á, là tóc mà nó hơi ra dài xíu, nó đụng tới cái vai mình nè mấy chị, là nó sẽ bị dãnh ngược ra đó. Đó, thì mấy chị bình thường mấy chị ví dụ mà mình đi làm thường ngày đó, hoặc là mấy chị mà đi du lịch đó, thì mình đem cái máy này theo. Cái máy này nó rất là nhỏ nha. Cái máy này nó ok chị Thi Lan tạ nha, hàng về em gửi cho mình luôn. Nó nhỏ hơn một gang tay của em nên là mấy chị chắc cái này là tầm có 18 cm thôi, là mấy chị bỏ vô cái túi đi du lịch của mình là siêu gọn gàng luôn á. Rồi đợi em xíu em đứng dậy cho. Đó, thì mấy chị có thể kéo cho nó cúp tóc vô ha, kéo cho nó cúp vô. Giá của cái này bình thường là 95.000, đợt đầu tiên em về hết của cái này luôn là 95.000. Ok chị Mỹ Tương nha. Ok chị Mỹ Tương nha, một set khăn bếp với lại một cái đũa. Rồi, bình thường là về là 95.000 á mấy chị, đợt đầu tiên luôn á. Chị nào mà có mua em đợt đầu tiên là mấy chị sẽ biết. Rồi, bây giờ em còn ở nhà là 5 cái hay gì, 5-6 cái gì đó. Em sale mấy chị giá là 50.000 nha. Sale mấy chị giá là 50.000. Hoặc là mấy chị nào mà có để máy đó, mấy chị kéo cho cái máy nó cúp vô. Bình thường mình ở nhà mình đi làm hay gì đó mấy chị. Đó, bỏ trong túi xách nó cũng rất là gọn. Giá là 50.000 dùm em nha. Chị nào lấy cái này thì mấy chị comment cho em là máy làm tóc nha. 50.000 nó bỏ trong một cái hộp như này luôn nè mấy chị. Đó, giá 50.000 cho em nha. Chị đặt thêm nữa. Đây, cái đầm này là ở dưới là nó phông rộng nha mấy chị, ở dưới là nó rộng. Nhưng mà cái phần ngực ở trên đây á, thì ngực của cái đầm á, dòng một của cái đầm là 100. Chị Lan Anh kẹp tóc đốt ha. 105. Cái dòng 1 của cái đầm là 105. Nhưng mà do cái này nó không co giãn, cái chất vải của nó giống như vải tôn đó, nó không có co giãn cho nên là em trừ hai cho mấy chị 10 phân. Là dòng 1 của mấy chị là 95. Đó, còn bụng của mấy chị là thoải mái vô tư nha. Tại vì cái này nó làm cái phần bụng rộng đó, thì mấy chị khoảng 65 kg, cao 1m56-1m57 là mấy chị mặc vừa. Ok, chị Phước Thuận xếp khăn bếp nha. Đó, màu tím, màu tím là hot trend của năm nay đó mấy chị. Ok chị Thi Lan tạ, chị Quy Đinh nha, chị Loan Anh. Ok mấy chị nha, nhớ là cho em thêm số điện thoại nha mấy chị ơi. Cái kẹp tóc ấy có 50.000 thôi, mấy chị nhớ là lựa xong rồi lựa thêm giùm em trong cái like này luôn. Chứ thường thường em thấy là tại vì có nhiều chị khách mới, mấy chị chưa có like trang nhà em, xong rồi mấy chị chọn được có một món thôi, rồi cái thoát ra cái nó mất tiêu mấy chị.
thật ra cái đó mất tiêu mà nhà em đi tỉnh thì đơn phải gần 200 ngàn thì nhà em mới gọi mấy chị để nhắc mấy chị lựa thêm, mà thấy ít quá mà không gọi mấy chị đợi vài bữa là mấy chị mất mất tiêu luôn, mà em cũng không có điện được luôn, thí dụ mà có sai số điện thoại rồi đó, cho nên là mấy chị lựa thêm trong live giùm em với lại kiểm tra số điện thoại nha. Rồi cái này là cái rổ, cái này gọi là cái đồng để trong tủ lạnh nè mấy chị, cái rổ để trong tủ lạnh thì nó chỉ nhỏ, để em coi coi cái đáy của nó là 16 mấy chị, em có nói sai nha, cái đáy của nó nè, cái đáy ở dưới đây là 16, cái miệng nó làm rộng hơn một xíu thì là 18 đó. Mấy chị để ý giùm em cái này, ví dụ mấy chị để hành tỏi ớt hoặc là cái củ hành tây đó, hoặc là mấy chị để một vài cái củ khoai tây, hoặc là mấy chị đang ăn dở thanh long, hoặc là mấy chị đang ăn dở dưa hấu rồi đó, ví dụ mình đang cắt phân nửa ngày hôm đó mình chỉ ăn phân nửa thôi, cái hết muốn ăn nữa rồi để tủ lạnh thì mấy chị có thể bỏ vô trong cái hũ này xong rồi mình đậy lại. Chứ nó kích thước em có nói nha, nhưng mà cái này là nhà em hết rồi mấy chị, xong rồi mấy chị trả về là lý do là nó nhỏ, 16 cm là nó nhỏ hơn một gang tay của em luôn á đó. Đó thì mấy chị nhớ để ý nha. Thì em lúc mà em like em có nói là mấy chị để thanh long đang ăn dở, thì dù mấy chị cắt đôi cái thanh long ra, xong rồi mấy chị đang ăn cái mấy chị mắc đi đâu đó, xong rồi mấy chị để đây mấy chị đậy nắp lại, hoặc là mấy chị để cái này ở trên phòng của mấy chị, để trên bàn của mấy chị á, để nhãn á, trời xả rác, để nhãn á mấy chị đó, mấy chị ăn để nhãn trên phòng của mình, xong rồi mình để cái rổ này ra ngoài nó giỏ thì mình vứt vô đây, tại vì cái giỏ nhãn này có nước á, vứt vô đây rồi ăn rồi để vô, hoặc là mấy chị để mấy trái măng cụt mấy chị ăn xong rồi giỏ thì mấy chị vứt vô đây, xong rồi mình làm vệ sinh nó lại ha. Đó em có nói kích thước 55 ngàn, em sale cho mấy chị còn 50 ngàn, chị nào lấy thì comment cho em là rổ 50 đi, tại vì em có cái em còn hai cái rổ để tủ lạnh nè, hai rổ này ai xả về nè, hai cái rổ để tủ lạnh nè mấy chị. Cái này là để cho mấy chị để hành tỏi rồi thôi, mấy chị để hành tỏi rồi á, đây cái này nó có thể kéo ra kéo vô nè mấy chị, nó có thể kéo ra kéo vô giúp em ha. Không, cái này bị lỗi rồi mấy chị, cứ comment cho em là cái rổ giúp em nha, rổ 50. Rồi rổ 50, cái rổ đó em còn có một cái à. Ok chị, ủa máy làm tóc đủ không? Rồi mấy chị làm máy cái máy làm tóc em chốt tới chị Thuận Lê nha, để em coi ở nhà còn mấy cái. Cái rổ này em có một rổ à, em có một rổ à, dạ đầm này em không có to hơn, nó có một size à chị, nó có một size à. Cái đầm này mấy chị có thể mặc ở nhà ngủ cũng được, hoặc là mấy chị mặc ví dụ mình đi vòng vòng sớm, hoặc là mấy chị mặc để đi siêu thị á thì đều ok hết ha. Cái rổ em chốt, cô Hồng Kim ơi con còn có cái rổ à, con để cho cô nha, con để cái rổ cho cô Hồng Kim nha, con còn có một cái à. Không em hết rổ rồi mấy chị ơi, em hết rổ rồi. Cái nào mà em nói còn cái á, mấy chị mà lấy, ví dụ mấy chị lấy xong rồi hồi nữa mấy chị suy nghĩ lại, mấy chị không lấy thì mấy chị báo em để em like ở trên like luôn nha mấy chị, chứ còn cái em không biết gọi điện cho ai để lấy hết á. Rồi em còn hai cái máy giắt kem nè, hai cái máy giắt kem này là do là khách đặt từ đợt trước lâu rồi, xong rồi nói để lựa thêm, nhưng mà cuối cùng là mấy chị không có lựa thêm nữa, mà cái này có 40 ngàn ở bên nhà em không có gửi được, thì em còn hai cái nè. Đó cái này là cái máy giắt kem, bảy cái ly giắt kem, em xin lỗi cái ly giắt kem nè mấy chị, nó cái đồ giắt kem nè đó. Chị nào mà sao ta gọi là làm đẹp da đó mấy chị, ngày nào mấy chị cũng uống cam, hoặc là mấy chị dắt cam ra để tắm á đó, thì mấy chị có thể mua cái ly này về ha. Đây nó có cái đồ dắt cam ở trên nè, hoặc là mình để cái ly này, nó là cái ly dắt cam là do nó có cái đồ dắt cam nè mấy chị, còn không thì mấy chị để dành uống sữa, hoặc là mấy chị ăn bơ dầm gì đó, tại vì nó có một cái cây này nè,
đó, nó có nắp nữa. Thì em nghĩ là mấy chị nào mà thích ăn trái cây dầm á, để em lấy cái này ra. Đó, nó có cái đồ dầm nè mấy chị. Đó, mấy chị nào mà thích ăn trái cây dầm á, mấy chị có thể để vô đây ha, xong rồi mình dầm trái cây rồi mình ăn, dầm bơ rồi đó mấy chị. Đó, chị nào thích ăn bơ rồi á, bơ dầm. Rồi, cái ly dắt cam này em còn 2 ly, giá là bình thường là 45 ngàn, bây giờ em sale cho mấy chị là 40 nha. Cái này là hàng quà tặng của Pediasure nha mấy chị, của sữa. Đó, mấy chị có thể để uống sữa hoặc là để dắt cam, để dầm dưa ăn gì đó. Cái ly này nó cũng dày nè. Cái ly thủy tinh này dày nè mấy chị, nó có cái đồ cầm nữa nè. Ví dụ mà có cho mấy bé cầm á, đó thì nó sẽ đỡ rớt hơn ha. Nó có cái đồ ngay đây nè, cái màu tím này nè. Đó mấy chị cầm ngay đây thì nó sẽ không có bị trơn tay ha. Mặt nhà mình có mấy bé lớp 1, lớp 2 rồi đó mấy chị, nó uống sữa hay gì đó, cầm cái này thì nó sẽ đỡ trơn tay, không có bị rớt ha. Em còn 2 cái duy nhất thôi. Hàng nào mà em nói còn có mấy cái á, mấy chị chịu khó mình lựa kỹ giúp em ha. Tại vì nhà em không có nhập mấy cái hàng này về nữa, mà nó cũng chỉ có mấy cái như này thôi. Rồi, cho em ly dắt cam nha. Ly dắt cam, đây có 2 cái ly dắt cam thôi. Thôi cái gì nữa nhỉ, mấy chị đợi em để em tìm cái gì còn 1-2 món. Ok chị, rổ tủ lạnh em có 1 cái thôi nha mấy chị ơi. Ok chị Thanh Tiết Trần, cái túi lọc rác nè. Ok cô Hồng Kim nha. Dạ. Ok chị Mỹ Tương nha. Ok chị Mỹ Tương lấy 2 cái luôn. Nãy chị có đơn đôi bộ đũa. Rồi ly dắt kem em hết rồi nha mấy chị ơi. Rồi bây giờ em còn một cái máy xay thịt nè. Còn một cái máy xay thịt để em thử cho mấy chị coi luôn nha. Mấy cái hàng này là giữ cho khách đó mấy chị, xong rồi lâu quá rồi chị nói là chị không lấy nữa. Đây, đây là cái máy xay thịt của Osaka nè. Cái hàng này là hàng xuất Nhật ấy. Hàng xuất Nhật đó mấy chị. Ở trên bao bì nó để toàn là tiếng Nhật không nè. Nói là cái máy xay thịt, tại vì nó có 2 dâu nè mấy chị. Đó, mấy chị hay lúc mà like hàng á, mấy chị hay hỏi chị Diễm là có máy xay thịt, xay cá đồ không đó. Thì chị Diễm lấy cái mẫu này về, thì mấy chị muốn xay trái cây cũng được nha mấy chị ơi. Xay trái cây cũng được nha. Đây nè, ở trên cái hộp của nó có nè. Đó, mấy chị có thể xay trái cây được, xay thịt, xay cá được luôn nha. Nói chung mua một cái máy về tiện lắm. Rồi em sẽ thử cho mấy chị coi nha. Đây, nó có cái khớp. Ở trên đây là cái nút ấn nè. Mấy chị xay thì mấy chị ấn luôn nha. Nó quay rất là mạnh luôn. Nó có 2 dao. Nó có 2 dao giùm em nha mấy chị ơi. Nó có 2 dao nè. Mấy chị có nghe tiếng không? Đó, nó quay rất là mạnh luôn. Rồi cái máy xay thịt này giá là nhiêu con mất tiền chị? 28 đúng không? 280 ngàn. Còn một cái em sale cho mấy chị 270 luôn. Nói chung ví dụ có mấy chị khách mới vô nhà em á, mấy chị thấy nói giá sale mà bớt có 10 ngàn, 20 ngàn mà bớt gì, là do mấy chị chưa có thấy giá của mấy cái này ở chỗ khác người ta bán thôi. Ở chỗ khác người ta bán mấy chị cái này, máy này 350, 380 là bình thường. Mấy chị nhà em bán có 280 mà là lời ít lắm rồi. Thì em giảm thì em chỉ giảm được nhiêu đó thôi mấy chị ơi, chứ không có giảm được nhiều nữa ha. Rồi chị nào lấy máy xay thịt này thì mấy chị comment cho em là máy xay thịt nha. Cái nút ấn xay là nó ở trên đây nè mấy chị. Nó ở trên đây nè. Đó, mấy chị vặn ra ha. Rất là dễ vệ sinh luôn. Khi nào mà mấy chị muốn vệ sinh á thì mấy chị tháo cái này ra giúp em ha. Đây, nó có 2 dao nè. Có 2 dao nè mấy chị. Lấy máy xay thịt thì comment máy xay thịt cho em ha. Em còn ở nhà một cái luôn. Cái máy này mấy chị hỏi cũng nhiều á, nhưng mà giữ lại cho khách để đây rồi xong rồi cuối cùng là chị không lấy á. Thì chị nào lấy thì mấy chị báo em nha. Còn có một máy thôi. Là máy xay thịt.
xong rồi ở nhà em còn một cái máy xay thịt chốt cho anh đây. Còn nha chị Nguyễn Bạch Tuyết ơi, còn túi giữ nhiệt lớn nhưng mà lựa thêm giùm em nha chị. Ok chị Thu Lan Nguyễn. Ủa, chị Đoàn Hồng Huyên cái quen. Ok chị Đoàn Hồng Huyên cái xay thịt nha. Đoàn Hồng Huyên cái ok chị Đoàn Hồng Huyên cái máy xay thịt. Em tính đang cầm máy nấu gì quên mất tiêu. Chưa. Túi quần áo Hàn Quốc em hết rồi. Cái đó không biết là chị Diễm có nhập thêm được không. Thì đợi em hỏi là chị Diễm cho mấy chị. Cái túi Hàn Quốc hiện tại là em hết rồi. Chưa. Chị Diễm chưa xin à, không phải. Không phải nghỉ đi xin đâu mấy chị ơi. Chưa xin. Mới có 3 tuần à. Chưa xin. Rồi. Cái máy này thì còn có một máy à. Cho nên là chắc là em không có thử. Tại vì có em với chị Ngọc thôi. Đó, cái này là cái bàn ủi hơi nước cầm rất là nặng tay. Đó, bao ủi cho mấy chị y như ở trên quảng cáo mấy chị coi luôn. Mấy chị có thể lên xem mấy cái quảng cáo, mấy cái clip đó mà người ta ủi đảm bảo với mấy chị y chang như vậy luôn. Nó nhào cỡ nào nhào, ủi ra nó cũng rất là thẳng cầm. Nhưng cầm nó rất là nặng tay giúp em nha. Tại vì có những chỗ người ta để cái clip đó thôi mấy chị. Nhưng mà người ta sẽ giao cho mấy chị một cái sản phẩm khác, nó nhẹ tay và nó không có thẳng như vậy. Đó là nhà em cũng đã bị rồi. Cái này em bao cho mấy chị cầm nặng tay luôn. Em đã về cái này, cái bàn ủi hơi nước này nè mấy chị, em về tận 2-3 thùng rồi đó. Đó mà mấy chị bán rất là vừa ý. Em sẽ thử cho mấy chị coi nha. Đó yeah. Cái này em phải mỗi lần thử là em phải tháo ra. Dây điện đồ làm rất là chắc chắn nha mấy chị. Để em thử cho mấy chị coi. Đây, ở cái chỗ cái tay cầm của nó nè mấy chị. Đó, mấy chị bấm vô. Mấy chị, đó. Nghe tiếng đó mấy chị. Còn nếu như mà mấy chị không có thích mà mình phải giữ cái nút này hoài thì nó có ở đây, nó có một cái công tắc nè. Mấy chị đè vô xong mấy chị kéo cái nút này xuống thì nó sẽ tự động nó giữ luôn. Mấy chị chỉ cần cầm ở dưới cái phần dưới đây thôi rồi mình ủi. Đó. Xong rồi, ủi xong rồi mấy chị có thể gặp nó lại như vậy. Đó. Đây là bàn ủi hơi nước giúp em ha. Cái này thì ủi sướng nhất là mấy chị mà hay ủi áo sơ mi á. Mấy chị ủi áo sơ mi mấy chị đi làm, hoặc là mấy chị ủi áo sơ mi cho chồng á mấy chị. Tại vì nếu mà mấy chị để ở dưới cái bàn ủi bình thường á thì mấy chị phải, lúc mà mấy chị ủi cái nách á, nó hơi khó đúng không? Ủi cái nách nó hơi khó. Ủi cái nách nó sẽ hơi khó nè. Với lại cái phần cổ áo thì cái này mấy chị chỉ cần treo cái áo ở trên cái cây móc đồ á, xong rồi mấy chị ủi thôi. Thay vì mấy chị phải mua cái cây bàn ủi Philips mà khoảng chừng cái cây bàn ủi em nhớ hình như loại tốt là 3 triệu hay nhiêu á, thì mấy chị có thể mua cái máy cầm tay này ha. Em thấy ủi cũng rất là ok luôn. Giá là 390. Giá là 390, em còn ở nhà là hai máy. Thì mấy chị chốt kỹ giùm em nha mấy chị ơi. Cái nào mà em nói còn một cái hai cái á. Tại vì ví dụ giờ em chốt cái bàn ủi nè là có 3-4 chị đặt luôn đúng không? Xong rồi em chốt cho hai chị đầu tiên đặt. Cái ví dụ mấy chị bận công việc gì hoặc là mấy chị suy nghĩ lại đó. Xong rồi cái mấy chị không lấy nữa thì em gọi cho 3-4 chị sau, thì nhiều khi là mấy chị sau mấy chị đặt chỗ khác mất tiêu rồi. Đó, cho nên là mấy chị thông cảm giùm em, mấy chị lựa kỹ cái này giúp em ha. Hoặc là mấy chị nào mà có con trai với con gái chuẩn bị mà đi đâu ta? Đi lên thành phố học đại học chẳng hạn, thì mấy chị có thể mua cho mấy bé cái này lên để nhà cho nó gọn gàng ha. Rồi. Để em coi. Chị Thảo Nguyễn luôn mà chị này ở thành phố đúng không? Ok chị Thảo Nguyễn với lại chị Thu Lan Nguyễn nha. Chị Thảo Nguyễn với chị Thu Lan Nguyễn giúp em nha. Ê, chị đưa em Thảo Nguyễn với chị Thu Lan Nguyễn lấy cái này thôi. Rồi ok mấy chị nha, là xong bàn ủi hơi nước. Ủa
390.000 giúp em nha mấy chị. 390.000 em bao hàng cho mấy chị, cầm rất là nặng tay luôn nha. Cầm rất là nặng tay, ủi y chang như trên clip á. Chị nào mà mua quen bên em là mấy chị sẽ biết, bình thường là em sẽ dăng, em sẽ để một cái áo thiệt là nhầu ra cho chị Diễm ủi, nhưng mà bây giờ là có một mình em với chị Ngọc thôi mà em phải đi xuống đằng sau em chế nước vô rồi lên đây rồi ủi nữa thì nó mất thời gian đi. Cho nên cam kết với mấy chị là ủi y như hình luôn, y như clip mấy chị coi đó. Rồi, em sẽ like tới cái khác nha mấy chị ơi. Like tới cái khác. Coi, để em coi em còn đồ điện gì mà phải thử nữa. Em sẽ chốt cho like cho mấy chị luôn nha. Số điện thoại bên em ở trên like, ở trên đầu cái màn hình có đó mấy chị, 0911 080 271. Mấy chị cứ nhớ giùm em, 271 là số đuôi nhà em nha. Không có mấy chị. Không phải nghỉ đi xin đâu. Chưa. Chị Diễm mới có 3 tuần thôi. Chưa, chưa mấy chị. Có nghỉ đi xin. Mấy chị tưởng nghỉ lâu là đi xin, không có. Tại vì chị Diễm bận đi công việc á. Bận đi công việc á mấy chị. Em làm là còn tới ngày 15. Em còn làm tới ngày 15. Là coi như là làm tới nửa tháng sau á, thì chị Diễm tranh thủ có em ở đây này mấy chị, thì chị Diễm đi coi hàng á để lấy về để sẵn, chứ thôi là tới chừng mà nằm xin á thì đâu có ai, đâu đâu có ra chợ, đâu có ra tới tận chỗ để coi hàng được đâu mấy chị. Thì tranh thủ những lúc nào mà em còn like á thì chị Diễm đi coi hàng chứ không phải là đi xin. Rồi cái bình 1.2 lít nè. Cái bình 1 lít 2 này á, thì hiện tại ở nhà em. Ồ chị, cái chị đó có lấy hàng không? Gọi không được hả? Rồi, cái bình giữ nhiệt 1 lít 2 này á, thì ở nhà em bây giờ chỉ còn duy nhất là một cái thôi mấy chị. Ở nhà em còn duy nhất là một cái thôi ha. Thì chị nào mà lấy cái bình giữ nhiệt này á, thì mấy chị comment cho em là bình giữ nhiệt 1 lít 2. Còn nếu như mà mấy chị có thể, mấy chị không có cần gấp á, mấy chị có thể đợi được á, thì chị Diễm đang đặt hàng thì chắc là khoảng tuần hơn nữa thì nó sẽ về. Đó, còn hiện tại ở nhà em chỉ còn một bình 1 lít 2 này thôi. Mấy chị có thể đem cái bình này, mà nếu mấy chị làm văn phòng thì nó hơi to, mấy chị có thể đem để cho mấy anh á. Mấy anh thí dụ mà làm bên xây dựng rồi đó, mình đem cái này ra mình để mình uống nước mình giữ nhiệt ha. Mấy chị nào mà có uống chanh mật ong bên em á, mấy chị có thể làm một ca chanh mật ong như vậy ha, xong rồi để cho mấy anh đem theo đi làm uống nước chẳng hạn đó, hoặc là mình để ở nhà, để trên bàn mình để mình uống nước, mình tiếp khách gì đó, bữa nào mà có khách đó. Cái này thì nó sẽ giữ nhiệt được lâu, cái này là giữ nhiệt được lâu, cái này là hàng Trung Quốc ở bạn, hàng Quảng Châu đó, hàng Trung Quốc, hàng Quảng Châu Trung Quốc đó. Đó, hàng Quảng Châu, nhưng mà hàng của công ty em bán cái này siêu nhiều rồi, nên mấy chị cứ yên tâm giữ lạnh 12 tiếng giúp em ha. Mấy chị lấy bình 1 lít 2 thì comment cho em là bình 1 lít 2 nha. Cái bình này thì thường là mấy chị hay mua thêm. Túi giữ nhiệt nhà em còn, mấy chị lấy mấy cái cũng được, nhưng mà mấy chị phải đơn thành phố thì mấy chị phải lựa thêm giùm em, tỉnh hay thành phố thì cũng phải lựa thêm giúp em nha. Đây là cái bình 1 lít 2 nè mấy chị. Thì cái túi giữ nhiệt này là cái túi giữ nhiệt nhỏ nè. Mấy chị nghe em nói nha, cái túi giữ nhiệt này là cái túi giữ nhiệt nhỏ nè. Còn cái túi giữ nhiệt này là cái túi giữ nhiệt bự đó. Thì cái túi giữ nhiệt nhỏ này á, nó cũng đựng được bình 1 lít 2. Đây em sẽ đựng cho mấy chị coi. Đây, nó cũng đựng được bình 1 lít 2. Nó chỉ đựng được một bình thôi nè mấy chị. Đây, bình lít 2 vô gọn hơn nè. Đó là nó đựng được bình 1 lít 2. Còn cái túi giữ nhiệt lớn này á, thì dĩ nhiên là nó sẽ đựng được bình lít 2 rồi. Đây, còn ở trong máy á. Ê, cái này hình như đựng được một chai. Chị có chai nước ngọt đây không? Mấy chị đợi em cái để em thử.
cái túi giữ nhiệt bự này là mấy chị sẽ đựng được một cái bình 1 lít 2 với lại một chai nước. Đây mấy chị, chai nước suối nè, cái này là chai nước suối nha, đựng được một chai, một cái bình giữ nhiệt bự với một cái chai nước suối luôn. Cái này ví dụ như làm mấy chị để cho mấy anh đi làm á, mình làm một ca trà đá á, mình làm ở trong một ca này rồi đúng không đó, tại vì nó giữ lạnh tới 12 tiếng lận, uống hết nước rồi còn nước đá, thì mấy chị pha thêm một bình trà nữa mình đổ vô đây đó, đổ vô nước suối thì mấy chị để vô đây là nó gọn hơn luôn. Đây là cái túi giữ nhiệt bự, cái túi giữ nhiệt bự. Rồi chị nào lấy túi giữ nhiệt kèm theo thì mấy chị lấy giùm em là túi giữ nhiệt bự hoặc là cái túi nhỏ nha. Túi bự á, túi bự này là 48.000, còn túi nhỏ giá là 40.000. Túi nhỏ cũng đựng được một bình 1 lít ha. Giùm em nha mấy chị ơi. Mấy chị lấy túi nào thì comment cho em ha. Bình giữ nhiệt 1 lít 2 là 130.000 giùm em nha mấy chị. Còn em có bình giữ nhiệt 1 lít nè. Bình giữ nhiệt 1 lít nè. Ê, đựng được hai cái bình này luôn chứ đồ. Em có bình giữ nhiệt 1 lít, 1 lít 2. Để em thử coi nó đựng được hai bình 1 lít không. Cái túi giữ nhiệt lớn này nếu như mấy chị xài bình 1 lít á, thì mấy chị có thể đựng được một cái bình 1 lít với lại một cái bình 500ml á. Cái túi giữ nhiệt bự á. Đó. Nếu mấy chị xài túi giữ nhiệt bự thì mấy chị có thể một là đựng được một cái bình 1 lít 2 với một chai nước, hoặc là một cái bình 1 lít với một chai nước, hoặc là mấy chị đựng được một cái bình 1 lít với một cái bình 500ml. Đó. Để em nói kích thước cho mấy chị dễ hình dung, chứ có mấy chị nói lấy cho chị cái túi đựng vừa cái bình lít 2 là không biết lấy cái túi nào. Rồi em có loại bình 1 lít nữa nè mấy chị. Thì cái này mấy chị có, nó có cái quai treo nè, mấy chị có thể để trên xe, mình mua thêm một cái túi giữ nhiệt nữa, mình treo trên xe đó, để vô cái túi giữ nhiệt nè, xong rồi mình treo trên xe. Mấy chị bỏ thêm, chị nào mà hay uống mấy cái trà thanh nhiệt, rồi mấy chị ở nhà mấy chị nấu sâm bổ lượng, hay là mấy chị nấu trà chè dưỡng nhan, hay là nước sâm gì đó đó, mấy chị đem theo uống theo thì tốt cho sức khỏe đó, mà không có uống nước ở ngoài á, không có uống mấy cái trà ở ngoài, mấy chị làm trà ngon rồi đó, thì mấy chị có thể bỏ vô đây xong rồi mình đem đi làm ha, bỏ lên bàn nó rất là tiện. Mấy chị lấy thêm một cái ly nhỏ nhỏ nữa là được, nó có cái đồ lọc nữa nè. Rồi cái này là 101 giúp em nha. Cái bình 1 lít này thì ở nhà em còn lại 3 bình, mỗi bình một màu nha mấy chị ơi. Bình 1 lít em còn màu đỏ, màu bạc với lại một cái màu xanh nha. À không, còn màu đỏ với màu bạc thôi mấy chị ơi. Bình 1 lít thì em còn màu đỏ với màu bạc thôi, còn bình lít 2 nó có duy nhất một màu à. Nó có duy nhất một màu thôi. Rồi chị nào lấy bình thì báo cho em luôn ha. Ok mấy chị nha, mấy chị đặt túi giữ nhiệt là có hết đó, có hết. Thí dụ mà mấy chị hay quên á, tại vì nhiều khi là mình coi nhiều like á mấy chị, mình đặt nhiều chỗ thì cứ nhớ bên em nhà bên em là bên chị Diễm, nhiều khi nói win shop mấy chị thấy lạ lạ, thì bên em là chị Diễm like á, bình thường là chị Diễm sẽ like. Shop em là win shop đó, số đuôi là 271. Ví dụ như mà mấy chị hay quên á thì mình có thể là mình ghi lại trên giấy giúp em ha. Chứ nhiều khi là nhiều hàng quá á, bên em có lỡ sót của mấy chị một hai món thì mấy chị thông cảm giùm em. Còn chắc ăn hơn thì mấy chị cứ ghi lại để nhắc em ha. Đó, rồi ok mấy chị nha. Mấy chị chốt túi giữ nhiệt là có hết, mấy chị yên tâm, nhà em túi giữ nhiệt còn dự trữ cho mấy chị rất là nhiều, có hết. Chị nào nãy giờ comment em túi giữ nhiệt là có hết nha. Chị Bùi Thị Liên ơi, chị mặc vừa không? Ngực 95 nha chị, ngực của chị là 95 thì chị sẽ mặc vừa cái em đang mặc. Cái em đang mặc là 95.000. Ngực 95. Cô Tư.
Để ý lại cái em chỉ nhớ số đo vòng bụng của chị thôi, chị Bùi Thị Liên ơi, ngực là 95 á, chị coi giùm em vừa thì chị comment lại cho em là lấy tím nha. Bình giữ nhiệt nhỏ em có màu á, mấy chị lấy màu giùm em đi, còn không thì em để màu lộn xộn. Em có màu bạc này với lại là màu đỏ. Bình giữ nhiệt nhỏ thì em còn màu bạc với màu đỏ. Ê cái này chắc cô Hồng Kim lấy hả chị, để cho cô Hồng Kim cái thùng băng keo nè. Đó, túi. Cái bình nhỏ thì em có màu bạc với lại màu đỏ nè. Mấy chị lấy màu nào comment cho em nha, chứ thôi em không biết. Hàng là hàng Quảng Châu Trung Quốc. Chị nào mà mình không thích xài hàng Trung Quốc thì mấy chị để ý giùm em. Tại vì có mấy chị là mình không có xài hàng Trung Quốc đó mấy chị. Túi giữ nhiệt bao la có hết, nhưng mà nhớ giùm em ở tỉnh hoặc ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ đặt đơn có một cái túi giữ nhiệt thì mấy chị phải đặt thêm món khác giùm em nha. Chị Quy Nguyễn ơi, mình lấy màu nào chị? Đầm em mặc là 95.000. Túi giữ nhiệt túi nhỏ là 40, còn túi lớn là 48. Đầm em đang mặc là 95.000. Chị nào mà bụng hơi có bụng á thì mấy chị mặc cái này vô tư nè. Đó. 65 kg đổ lại giá là 95.000. Cái túi giữ nhiệt thì em giao màu ngẫu nhiên nha mấy chị ơi. Cái đó của chị nào á, Thu Lan Nguyễn. Chị đã quen. Rồi, em sẽ qua cái khác nha mấy chị ơi. Em sẽ qua cái mẫu khác. Chị Thu Hoàng túi giữ nhiệt ok mấy chị nha. Chị Lê Huyền ơi, lấy màu nào chị ơi? Mấy chị đợi em cái nha, cái này em xin lỗi. Em còn bình màu xanh nữa nè mấy chị. Em còn một cái bình màu xanh nữa này. Còn bình màu xanh nữa nha. Rồi ok chị Quy Nguyễn, một túi lớn một túi nhỏ nha. Ok chị Hạnh Lê Ngọc, một cái tới shop lấy nè. Túi nhỏ ở dưới đây có một cái rồi, ở trên kia. Túi giữ nhiệt là 48 với 40 nha. Ok chị Thu Hoàng, một cái cây lăn bụi. Mấy chị đã có túi giữ nhiệt em không có gửi hàng nha mấy chị. Mấy chị lựa thêm đơn giùm em nha, chứ một túi giữ nhiệt, hai túi giữ nhiệt là không có gửi được nha mấy chị ơi. Chị Thu Hoàng túi giữ nhiệt nè. Chị Lê Huyền ơi, chị lấy bình giữ nhiệt 1 lít hay 1 lít 2 cho em cái màu nữa nha. Ok chị Tung Hoàng, một cái túi cho. Chị Tung Hoàng ơi, chị lưu ý số điện thoại ha. Kỳ trước chị đặt mấy cái túi em gọi không có được, em xả hết hàng rồi đó. Rồi đi giùm em nha mấy chị ơi. Rồi qua mẫu nha. Thôi lưu ý điện thoại nha chị nào mà em lưu ý là không gọi được là em không có chốt hàng nha. Tới gì nữa rồi. Rồi ở đây em còn đây. Đây, em có cái bịch xả nè mấy chị, cái bịch xả, cái này là bịch xả nha. Bịch xả vải cơm pho, hàng này là hàng của Thái nè. Trời nó thơm lắm mấy chị ơi. Một set như này á,
3 bịch như này nè, một set 3 bịch, một bịch là 580ml. Thì giá bình thường em bán là 95, hôm nay em còn chắc là chừng 10 set thì em bán cho mấy chị giá là 90 luôn. Giá là 90. Thì em còn màu đỏ này với lại màu hồng này. Màu đỏ với màu hồng này giúp em nha, em còn hai màu. Em là bình thường em không có thích xài nước giặt cơm pho mấy chị, tại vì hàng cơm pho múa này nó không có thơm bằng Downy. Nhưng mà cái bịch này về là siêu hết luôn mấy chị. Bây giờ là xài cái bịch này không mà, tại vì nó rất là thơm. Mấy chị cầm như này thôi nha, cầm như vậy thôi là nó đã thơm rồi á. Cho nên là chị nào ở nhà mình đang hết nước xả nè, thì mình có thể mua cái mẫu này về giúp em ha. Cái hàng này cực kỳ thơm, bao thơm cho mấy chị luôn á. Giá là 90.000, em còn hai màu là màu đỏ với lại màu hồng. Chị nào lấy thì comment giúp em một set như này gồm 3 bịch, mỗi một bịch là 580ml, là giá của nó là 90.000 nha mấy chị. Giá là 90.000. Mua cái này thì nó sẽ lợi hơn là mấy chị ra ngoài tiệm tạp hóa mấy chị mua cái loại mà dây á. Cái dây đó bình thường không là đã gần 28 gần 30.000 rồi mấy chị, mà xài được có mấy bữa là nó hết rồi. Mấy chị mua cái này nó sẽ tiện hơn nè. Đó, lúc nào mua bịch như vậy đổ vô chai nó cũng tiết kiệm hơn á. Thì mấy chị lấy set nước xả thì comment cho em là set nước xả kèm màu nha. Set nước xả kèm màu. Ai? Chị Bùi Thị Liên chị lấy trước á mà em hỏi không thấy chị trả lời. Vậy thôi em chốt cho chị. Ok chị. Chị gì? Ok chị Hòa Lâm nha. Rồi em qua màu khác nha. Chứ thôi mấy chị. Đàn em đang mặc là cái vải của nó như là vải ton đó chị. Đàn em đang mặc cái vải của nó như là vải ton vậy đó. Giá là 95.000, 103 em sale còn 95.000. Ngực của mấy chị là 95 là mấy chị sẽ mặc vừa cái mẫu này. Còn bụng thì mấy chị thoải mái giùm em. Đây em sẽ đứng ngang cho mấy chị coi cái phần bụng này. Bụng là mấy chị thoải mái. Cái này mấy chị có thể mặc ở nhà ngủ, hoặc là mấy chị mặc để đi siêu thị, hoặc mấy chị mặc đi dạo vòng vòng trong xóm đó. Thì đây mấy chị mặc cái mẫu này giúp em ha. Cái mẫu này nè. Mấy chị sở vải chọn màu giùm em ha. Không thì lấy 3 màu được. Em lấy cho. Hình như nó hết. Đây chị nào hỏi em cái đồ tiết kiệm kem đánh răng là cái này nè. Để em lấy cái của chị Diễm lên chứ hay cầm cái này không. Cái đồ kem đánh răng chứ không phải đồ tiết kiệm kem đánh răng hay chị? Kem đánh răng mình muốn xịt nhiều nó xịt chứ không có là tiết kiệm. Mấy chị muốn tiết kiệm tới giọt cuối cùng thì xài cái này. Đây. Cái này là em nghĩ nhà nào cũng làm thôi. Mấy chị cứ xài kem đánh răng xong đúng không? Là cứ nặng. Nói chung là không phải là không có tiền mua mà gọi là gì, làm biếng đi mua là thứ nhất mấy chị. Thường thường là mình đi siêu thị thì mình mới tổng mua một lần trong nhà thôi, còn tự nhiên chạy ra ngoài tiệm mua tiếp kem đánh răng không thì nhiều khi lười. Đó, thì mấy chị hay dắt tới giọt cuối cùng đó, thì mấy chị xài cái này giúp em ha. Này chị Diễm quấn vô đây luôn rồi. Đó, mấy chị để cái kem đánh răng, cái phần dưới của kem đánh răng, cái phần sắp hết rồi đó, mấy chị để cái tiếp kem đánh răng ở dưới ha. Xong rồi mấy chị quấn như này nè. Về dễ xài lắm, mấy chị để vô cái khớp là nó xài được rồi. Là mấy chị cứ dặn là được. Đó, thì đây có mẫu ví dụ luôn nè. Cái này là 25.000 một cái. Mấy này mấy chị ghi em đồ kẹp kem đánh răng đi. 25.000 cái mấy chị mua ở nhà có bao nhiêu phòng thì mình mua bấy nhiêu cái mấy chị. Ví dụ như nhà có 2, 3, 4 phòng gì đó, phòng khách, phòng con gái, phòng con trai gì đó. Thì đó, mua đây ha. Bao nhiêu phòng thì để vô đó, hoặc là nhà có mấy cái chỗ mà vệ sinh, rửa mặt đó, thì để vô đó giúp em. Rồi, cái đồ lặt rau nè. Chị nào ở nhà mà hay lặt rau, ví dụ như mình mua về mình lặt rau muống nè. Lặt rau muống. Rồi rau gì nữa ta? Gì? Rau nhút, đồ đó. Đó. Hoặc là mấy chị hay em mới suy nghĩ ra, mấy chị hay lột hay lan nướng để ăn đồ đó mấy chị. Thì làm cái đó thì cái phần móng tay của mình nè nó sẽ hơi bị đen, thì mấy chị xài cái này vừa bén vừa lẹ mà cái tay mình nó không có bị đen nữa đó. Thì một bộ của nó sẽ có hai cái này. Ủa sao bình thường mình gửi cái này hả chị? Có mà
Một bộ của nó gồm hai cái này nha mấy chị. Một bộ của nó gồm hai cái này là một cái để trồng ở ngón cái ngón tay này, còn cái vô ngón cái, một cái vô ngón trỏ ha. Để tại vì cái này nó hơi bén nè, cho nên mấy chị đeo thêm cái này nữa để tránh là lúc mà mình đặt rau mình sắn vô thì nó bị chảy máu tay ha. Đó. Rồi, một bộ lặt rau vậy là 35.000. Chị nào lấy thì comment cho em là bộ lặt rau. Bộ lặt rau là 35.000, còn cái kẹp kem đánh răng hồi nãy á, là giá là 25.000. Giúp mấy chị tiết kiệm tới giọt cuối cùng ha. Rồi, còn em có cái này. Cái này là cái đồ mà ví dụ như ở nhà mình mà cửa rồi đó mấy chị, mỗi lần mà gió nó hay thổi xong rồi nó đập vô một cái rầm ấy, nó đập vô tường hoặc nó đập vô cửa cái rầm đó, thì mấy chị dán cái này ở cái chỗ đó để nó cái gì nào cái này hả? Đâu cái này còn 4-5 xét gì mà đó. Mình để ở phía sau cửa mấy chị, để cho khi mà nó đập vô mình đừng có nghe tiếng một cái rầm một cái ha. Đó, cái đồ này là để mình để dán ở cái chỗ bức tường á, ở dưới á, khi mà nó thí dụ nhà chị nào mà có cái loại mà sau này mấy chị làm hay có cái cục 500 nó hít lại thì em không nói ha. Còn cái này là thí dụ nhà nào mà mình trong phòng có cửa sổ rồi á, nó hay thổi cái cánh cửa đi vô phòng á, mấy chị nó hay đập rầm 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 đó, thì nghe cái tiếng nó rất là ồn ha, thì mấy chị có thể dán cái này vô cái bức tường ở đằng sau cái cửa để cho khi mà nó gió nó có thổi thì đập vô nó không có nghe tiếng ha. Em bán một set như vậy là 5 cái là 45.000, em còn đây 3 set đó. Một set như vậy là có 5 cái là mấy chị 45.000 giúp em ha. Em bé hết rồi nha chị. Sách song ngữ em hết rồi, em còn sách đánh dần thôi mấy chị ơi. Rồi, cái này là cái banh giặt nè. Cái banh giặt nè mấy chị. Đó. Cái này thì giúp mấy chị giặt đồ nó sạch hơn ha. Khi mà máy giặt nó xay á thì mấy cái gai này nè nó sẽ kè vô đồ mình giúp. Cái gì? 25.000. Thì giúp đồ mình nó sạch hơn ha. Em bán một set nha mấy chị, một set thì gồm có 10 cái banh nhỏ như này, giá là 25.000. Đó. Thì em còn ở đây chắc chừng chục set à. Còn chừng chục. Lấy cái đằng đây. Lấy nữa hả? Ok chị Thu Hoàng lấy cái đầm tiên đang mặc ha. Rồi mấy chị lấy bộ lặt rau là có hết nha mấy chị ơi. Đó. Bộ lặt rau em còn nhiều, chị là lặt bộ lặt rau là có hết đó. Ok chị Thảo Nguyễn. Cái vắt kem đánh răng nè. Hai set em để chị hai màu nha chị Thảo Nguyễn cho dễ. Màu nào cũng thơm hết, chủ yếu là mình thích cái mùi nào thôi. À, ok chị Thu Hoàng, ok chị Bích Nguyễn nè, lộ thêm giùm em nha chị ơi. Cái váy em đang mặc hết rồi chị Thu Hoàng, chị lấy trước rồi chị Thu Hoàng ơi. Ủa chị Thanh Thúy này là chị Thanh Thúy nào nhỉ? Chị Thanh Thúy mà khách quen em thì cho em số điện thoại nha. Ok chị Thảo Nguyễn lặt rau nè. Chị Kim Sáng Đoàn, chị Mỹ Tương hai bộ lặt rau nè. Chị Tiết Nguyễn cho em số điện thoại nha chị ơi. Hồi đầu like chị có đặt gì em quên mất tiêu. Rồi hết đầm em đang mặc hết nha mấy chị ơi. Chị Thu Hoàng chị lấy trước nè. Để em đổi màu khác. Để em đổi màu khác chứ thôi mà mặc. Chốt rồi là mấy chị hỏi. Ok chị nha. Chị Mỹ Tương hay lạc rau, chị Tuyết Nguyễn hay lạc rau, chị Lan Trà, dạ. Tuyết Nguyễn đầu lai, nó đặt gì đó, cái thang bếp đó. Rồi rồi, đợi em hai cái này xong rồi em ra em nói tiếp nha mấy chị. Ok nha chị Bích Nguyễn. Rồi. Cái set banh giặt đó chị nào lấy. Có đơn tỉnh trên 200 giùm nha mấy chị. Comment banh giặt giúp em nha. Rồi, để em coi. Túi này bao nhiêu tiền nè? 70 hả? Cái túi giữ nhiệt á. Lâu rồi em đâu nhớ giá đâu. Cái này
bữa sale 60, 50. Rồi em có một cái này là dành cho mấy chị mà hay đi du lịch đấy. Cái này thì dành cho mấy chị hay đi du lịch. Đây, cái túi này thì cái vải của nó giống như vải dù vậy mấy chị. Em nghĩ là cái này nó không có ướt đâu. Cái này thì mấy chị treo nhà vệ sinh. Ví dụ mấy chị đi du lịch mình hay bỏ thêm kem đánh răng nè, xong sữa rửa mặt. Nói chung là mấy cái đồ skin care mà để mình chăm sóc da mặt đó, mấy chị bỏ vô đây mấy chị đi du lịch đó. Đó, thì mấy chị treo cái này trong nhà vệ sinh khách sạn đó. Đó, thì mấy chị đi du lịch một ngày, hai ngày hoặc là đi vài ngày gì đó thì tùy. Ví dụ mình đi một, hai ngày thì mình bỏ mấy cái lọ chiết, bỏ ra lọ chiết mỹ phẩm rồi bỏ vô đây cũng được. Còn ví dụ mà mình đi du lịch vài ngày thì mình bỏ nguyên thủng vô cũng được luôn. Đó. Cho nó nhiều dữ rồi. Đó, thì nó có nhiều ngăn như này nè. Hoặc là chị nào mà mình muốn cái bàn của mình, cái bàn trang điểm mà nó gọn á, cái bàn trang điểm của mình mà nó gọn á, thì mấy chị có thể mua cái móc dán tường, mấy chị treo này lên, xong rồi mấy chị để mấy cái đồ skin care, make up gì đó của mấy chị vô đây. Đó. Hoặc là mấy chị muốn, nói chung là mấy chị muốn để cái đồ linh tinh gì cũng được hết trơn á. Giá của cái này mới đầu em về là 80.000 nè mấy chị, còn giá nè. Cái đợt đầu tiên về là 80.000, bây giờ ở đây em còn 4 cái em sale mấy chị giá 50 luôn. Thì chị nào lấy cái túi du lịch thì cầm. Em nói tắt là cái túi du lịch thôi, nói túi mỹ phẩm đi, túi mỹ phẩm nha mấy chị, túi mỹ phẩm. Túi mỹ phẩm 80 em sale còn 50.000 luôn. Em có màu đỏ này, màu trắng với lại màu xanh. Màu đỏ, màu trắng với lại màu xanh nó rất là rộng, đựng được siêu nhiều đồ luôn nè mấy chị, siêu nhiều đồ luôn á. Ở trên đây người ta có dán nè. Cái này cũng là hàng Quảng Châu luôn nha. Mấy chị lấy màu nào comment màu cho em. Em còn có 4 cái thôi. 80 theo cho mấy chị giá là 50.000 luôn. À chị Thanh Thủy của em. Ok chị Bùi thì rồi hết. Em hết lặt rau rồi mấy chị. Hết lặt rau rồi. Hết lặt rau mấy chị. Cái đầm em đang mặc là em còn màu đỏ này, màu xanh này. Cái này là mấy chị cho em là xanh coban. Cái này là rêu đi cho phân biệt. Rêu này, xanh coban này, đỏ này. Với lại cái em đang mặc là màu vàng nha. Đó là em còn 3 cái. Chị nào mà hay mặc đầm ton rồi đó thì mấy chị mua cái này. Chốt túi mỹ phẩm. Túi mỹ phẩm nè, chốt đi chị. Chốt rồi. Cái lạch rau là tới chị Thu Lan là hết nha. Hết. Cái bộ lạch rau là tới chị Thu Lan thôi nha mấy chị. Em chốt cho mấy chị có đơn ở đây nha mấy chị ơi. Chị Thanh Hiếu hay khách đây nha. Ok chị Thanh Hiếu cái túi xanh này. Đợi em cái. Chị Lan Trà Kim cũng là khách mới như này đó. Ok chị Lan Trà Kim cái túi đỏ nha. Chị Ngọc. Ủa chị Ngọc Thủy này nãy giờ có đơn không? Túi giữ nhiệt quá. Ok chị Thanh Hiếu. À, nè chị Lan Trà Kim. Chị Ngọc Thủy. Chị Ngọc Thủy túi màu gì chị ơi? Còn trắng với xanh. Em để chị Ngọc Thủy túi màu trắng nha. Xong rồi chị Yên Bình túi màu xanh. Rồi là em hết luôn. Em hết rồi chị Dung Dung ơi. Đây cái dán đầm nè. Dán đầm nè. Cái này chị nào bụng hơi có bụng thì thoải mái giúp em. Nhưng mà nhớ giùm em, ngực của mấy chị maximum là 95 thôi. Ngực là 95 thôi nha mấy chị ơi. Ngực 95 thôi. Đó. Em có báo số đo dòng ngực chị nào mà 65kg mà cao mấy 56, 57, 58 thì mấy chị gọn người. Đó, còn chị nào ví dụ mà mình nhích ký hơn xíu hoặc là mình nhỏ ký hơn xíu thì nhớ để ý dòng ngực dùm em, ngực là 95 là mấy chị sẽ mặc vừa. Thì mấy chị nào mà ngực dao động từ 90 tới 96, 97 rồi đó thì ok. Đó, mình nhích 1, 2cm thì không sao nha mấy chị ơi. Chứ còn ví dụ em nói ngực 95 mà ngực mấy chị tới 100 thì nó không vừa. Đó, để ý dùm em. Rồi, em qua mẫu khác.
em sẽ sell cái đèn này cho mấy chị nha. Đây em sẽ sell cái đèn này cho mấy chị. Chết rồi, có pin đâu ấy trời. Thiệt tình. Mấy ba cục nó mới ghê chị. Ba cục gì lớn hả? Ừ. Thôi em nói đại nha, chị nào mà biết thì mấy chị chốt ha. Rồi cái đèn này là cái đèn mấy chị để ở phòng ngủ của mấy bé ha. Thường thì mấy bé sẽ thích cái này. Đó, cái đèn này nè. Bây giờ nó có pin mà. Cái đèn này xài pin giùm em nha mấy chị. Cái đèn này nó xài pin, xài 3 cục pin tiểu bình thường á nè. Đó, xài 3 cục. Thì khi mà mấy chị tối mà khi mà mình tắt đèn hết rồi á thì bình thường mấy chị hay xài đèn ngủ đúng không? Thì mấy chị có thể để cái này ở trong phòng của mấy bé. Đó, mấy chị bật lên thì cái ở trong đây nè. 1 2 đây, ở trong đây nó có 3 cái bóng đèn nè mấy chị, 3 4 cái bóng đèn luôn, 3 cái nhỏ với lại một cái lớn hơn xíu nè, đó mấy chị thấy không? Thì khi mà mấy chị bật lên á thì cái ở vòng vòng cái đèn này nè là hình sao ha. Rồi ở trên nắp của nó cũng là hình sao luôn, thì dạng như là phát quang buổi tối đó mấy chị. Mấy chị bật lên thì nó sẽ chiếu lên ở trên cái trần nhà của mấy bé là hình sao đó. Đó, hình sao, hình trăng gì đó. Xong rồi nó có ở dưới đây là một cái đèn led nữa. Trong đó nó có một cái đèn led nữa. Đây, có cái nút led nè, nút led nè mấy chị. Cái nút này là cái nút bấm bật tắt ha. Còn nút này là nút led. Cái này đó là bình thường giá là 75.000, bây giờ em sale cho mấy chị giá 50.000. Mà bây giờ ở nhà em không có pin nên em không thử được. Thì chị nào biết cái mẫu này thì mấy chị có thể mua ha. Còn không thì đợi bữa nào để em lấy cái pin ra em thử để mấy chị dễ hình dung. Em còn có 5 cái đèn này thôi. Chị nào mà đang trang trí phòng cho mấy bé đó thì có thể lấy cái đó ha. Xong rồi em sẽ like tới đây. Em còn mấy cái dây tập thể dục này. Cái dây này là hỗ trợ cho mấy chị siêng tập thể dục hơn. Tại vì bình thường nếu như mà mấy chị một thời mình không có tập thể dục á, bình thường mình không có tập thể dục, hoặc là mấy chị chỉ tối chỉ đi bộ lòng vòng thôi á, thì khi mà mấy chị muốn tập giảm bụng á thì mấy chị tập nó sẽ hơi khó khăn xíu, là tại vì mấy chị gặp bụng rồi nó hơi bật lên nó dễ. Lúc mà mấy chị gặp người lên nó rất là mỏi, thì mấy chị tập chừng được lần hai lần là mấy chị chán không có muốn tập nữa. Thì có cái này đó, cái dây này nè mấy chị, nó co giãn này nè đó. Thì mấy chị sẽ giúp mấy chị bật người vậy nó dễ hơn ha. Hoặc là mấy chị có thể tập nhiều động tác lắm. Cái này tập nhiều động tác lắm, không chỉ giảm eo mà nó còn có nhiều cái động tác hỗ trợ tuần hoàn máu nè, để tối mình ngủ ngon hơn á. Mấy chị để ý, thí dụ mấy chị đi tập thể dục về á, thường là mấy chị tập thể dục buổi tối là tối mấy chị sẽ ngủ ngon hơn. Đó. Thì chị nào lấy cái dây tập này thì mấy chị comment cho em ha. Cái này mấy chị có thể nhờ ở trong nhà mình, thí dụ con hoặc là cháu á, nhờ mấy bé mở tên YouTube á, YouTube, hoặc là mấy chị lên Google search. Mấy chị có thể lên Google mấy chị search mấy cái bài tập với cái dây này. Vàng em còn cái là tiên đang mặc là chị Tung Hoàng ha. Chị ơi chị nhớ nghe máy giùm em nha chị. Đó, là cái dây tập này là 75.000. Thì chị nào lấy cái dây tập thể dục thì comment dây tập thể dục cho em. Dây tập thể dục thì em có chị Mỹ Tương xanh đỏ, đỏ xanh vàng. Gì? Dây tập thể dục này thì em còn lại có mấy dây thôi, giá là 75.000. 75.000, chị nào mà đang có ý định tập thể dục ở nhà đó thì mấy chị có thể lấy cái này hỗ trợ ha. Hỗ trợ mình tập thể dục, giá là 75.000. Còn tập như nào thì mấy chị cứ lên Google, mấy chị bấm bài tập thể dục với cái dây tập thể dục là nó ra. Đó. 75.000 giúp em nha. Màu thì em giao ngẫu nhiên, ở nhà em còn là 5 cái thôi mấy chị, 5 cái. Rồi, em có cái móc này. Em có cái móc này. Cái móc này thì để cho mấy chị treo chìa khóa, khẩu trang, hay là mấy chị muốn treo mấy cái nón, mấy cái mũ của mấy chị, mũ nón kết đồ á đó. Hay là mấy chị muốn treo linh tinh gì cũng được. Thì đầu tiên á là nó có này, cái thanh này với lại 5 cái dấu hỏi này. Đây, mấy chị nhét vô. Nó có cái chỗ nhét nè, có 5 cái dấu hỏi nha mấy chị. Thôi nhét tạm tạm 2 cái cho mấy chị coi ha. Đó, có
5 cái dấu hỏi như này thì mấy chị nhét vô đây. Xong đúng, rồi. Đúng rồi nha chị Hồng Hoa. Xong rồi ở đằng sau nó có một cái khớp nè. Cái này là cái miếng dán vô tường, còn cái này đằng sau nó có một cái khớp, mấy chị nhấn vô giùm em. Mấy chị nhấn vô giùm em. Ở đây em không nhấn nha, tại vì em nhấn vô xong rồi là em không có gỡ ra được. Không có gỡ ra được rồi nó dính như vậy luôn. Cái này nó hay ở một cái chỗ là nó có thể dán vô trong góc tường. Đây, khi mà mấy chị gắn nó vô khớp rồi thì cái miếng dán này nó có thể xây được như này nè. Cái kẹp kim đánh răng em còn 3 cái nha mấy chị. Nó có thể xây được như này nè, thì mấy chị có thể dán vô cái phần góc tường luôn. Đó, dán vô cái phần góc tường được luôn ha. Cái này mấy chị comment cho em là này là gì đây? Cái này bình thường mình kêu bằng cái gì chị? Móc. Móc 30. Giá 30 ngàn luôn. Comment cho em là móc 30. Móc 30. Nhà em có nhiều móc, em không biết kêu nó bằng cái gì luôn chị. Móc 30 giùm em nha. Đó. Các chị có thể dán ở trong nhà vệ sinh để mình treo khăn cũng được. Đây, rồi chị nào lấy thì comment cho em là móc 30 nha. Đây chị, móc 30. Cái này của chị nào nè? Chị Thu Hoàng. Móc 30. Xong rồi em tính like cái gì nữa nè. Cái gì nữa ta? À. Đó rồi. Đây, em có cái tệp hồ sơ nè. Tệp hồ sơ này em còn ít thôi. Em chân thành khuyên mấy chị là nên mua cái tệp này. Tại vì á, là mấy chị biết em sắp đi du học ấy. Cái trường, cái chỗ đi du học á, nó yêu cầu em là nộp giấy khai sinh nha. Khai sinh trích lục. Mà muốn trích lục giấy khai sinh thì phải cầm cái khai sinh gốc đi. Mà bây giờ em không biết cái giấy khai sinh của em nằm ở đâu luôn mấy chị. Nghe chị nào mà 2-3 đứa con thì em khuyên mấy chị nên mua 2-3 cái về. Mấy chị biết làm gì không? Để đó, thí dụ như em nói là em là từ cấp 1 tới cấp 3 là em không có dám giữ mấy cái đó mấy chị. Thí dụ mấy chị rút học bạ cho con nè, xong rồi bằng tốt nghiệp đồ là mấy cái đó, một khi mà mấy chị đã rút ra khỏi trường, rút cái bằng gốc ra rồi là khi mà mất đó là quay về làm nó rất là cực. Mà nhiều khi không có tìm được, không có làm được luôn. Chỉ lấy được cái giấy có lưu trữ hồ sơ mà em cũng biết không biết có tìm được không. Em bây giờ là mất một cái học bạ với một cái giấy khai sinh mà không biết nó trôi đâu mấy chị. Mà ở nhà hả, cha em giữ bỏ vô, em là một tệp, em là một tệp nha. Đó rồi bỏ vô xong rồi em thì có đủ giấy khai sinh của cha, có đủ giấy sinh của mẹ, có đủ của em trai, có đủ mất mỗi mình em. Không hiểu nổi đó, cho nên mấy chị mua về. Còn ví dụ nhà mấy chị mà giấy tờ nhà đất rồi đó, mấy chị bỏ vô đây riêng cho em. Đó, ở đây nó có nhiều ngăn lắm, mấy chị tha hồ mà mấy chị để. Hoặc là nhà mấy chị nào mà đang có con trai, con gái mà đang mà chuẩn bị học đại học hoặc đang học đại học đó, thì khi mà mấy chị nộp hồ sơ thì mấy chị bỏ hết trên đây cho em. Mỗi đứa một cái bè. Chị không có gì Bích Nguyễn, cái lạc đâu em hết rồi. Mỗi đứa một cái bè. Đó, hoặc là chị nào mà mấy chị hay lên thành phố để mấy chị okay, đi khám sức khỏe á, thì mấy chị dạ, bỏ đúng. Cái ok chị Thu Hà, chị hai kẹp đánh răng, em còn một kẹp đánh răng nha mấy chị. Mấy chị bỏ mấy cái hồ sơ khám bệnh vô, ví dụ như là thẻ bảo hiểm y tế của mấy chị nè, cái sổ theo dõi khám bệnh nè. Đó, thì mấy chị bỏ vô trong cái hồ sơ này xong rồi mấy chị xách đi giùm em. Đó, cho nó không có bị lạc nha mấy chị ơi. Thì cái bìa hồ sơ này giá là 35 ngàn. Ở trong đây nó có tới, để em coi, 5 ngăn. Đây, 5 ngăn để mấy chị đựng ha. Rồi, chị nào lấy cái này thì comment cho em là tệp okay, hồ sơ. Hai hồ sơ. Ủa, bữa chị Dung Dung lấy rồi, nên lấy nữa. Trời, em nói tiện lắm mấy chị về. Giấy tờ rồi là bỏ vô chứ thôi, mà tới chừng mà đi kiếm là em nói là kiếm không có ra. Con em không bán cao gần nha chị. Rồi em chỉ còn mấy cái thôi. Em còn 4 tệp thôi. Chị nào lấy thì comment cho em còn 4 tệp thôi. Ok chị Thanh Thúy, 2 tệp hồ sơ. Bữa cái tệp hồ sơ cũng bán rồi mà quên nói chị chỉ. Em còn 1 tệp thôi nhé mấy chị. Rồi em sẽ qua tới cái này. Cái này á là cái đồ mà đựng cái hộp giấy.
Mấy chị nói đã có cái hộp giấy rồi còn đựng cái hộp giấy làm gì nữa. Thì đây em sẽ giải thích cho mấy chị. Cái này là đựng hộp giấy treo tường. Bình thường mấy chị đi Em hết hồ sơ rồi nha mấy chị. Để em lấy cái này. Để cho nó dễ hình dung. Ok chị Thảo Nguyễn rồi em hết hồ sơ nha. Đây, mấy chị đi siêu thị mấy chị hay mua cái hộp giấy như này nè, cái hộp giấy ăn mà mình hay để ở trên bàn mình rút ra mình xài đó, Tại vì nhà em cái hộp giấy ăn là ở trên phòng chị Diễm, em không có lên lấy được. Ở đây có sẵn cái hộp giấy đựng cái găng tay y tế nè thì em để đỡ nha, chứ cái này là công dụng của nó là để rút giấy ha. Nó cái đầu dán nè, mấy chị dán lên trên cái kệ bếp. Hoặc là bình thường ở nhà mấy chị bây giờ hay có cái tủ ở trên á, cái tủ ở trên để mấy chị để đồ á thì mấy chị dán lên đó, thì mấy chị dán như này. Nhớ là nó cái rãnh này mấy chị úp nó xuống giùm em nha. Đó xong mấy chị để cái hộp khăn giấy vô, để hộp khăn giấy xong rồi mấy chị đang đứng mấy chị làm gì, đang nấu nướng gì mà lỡ tay đổ nước mắm hay gì đó dơ hay gì đó mà nó dính lên tay mình á, thì thay vì mấy chị phải chạy đi tìm cái cuộn giấy thì mấy chị thò tay mấy chị rút luôn. Đó, thì nó có cái công dụng là đựng cái hộp giấy như này ha. Đó. Thì chị nào lấy cái đồ treo giấy này á thì mấy chị comment cho em là đồ treo giấy giá của nó là 60.000 giùm em nha. 60.000. Đó, cái công dụng của nó là như vậy đó. Thì chị nào lấy thì comment cho em là đồ treo giấy nha. 60. Cái này mình treo kệ bếp của mình đó mấy chị. Mình dán lên tường mình rút ra cho nó lẹ. Rồi. Em có hai màu là màu xanh với màu vàng. Sao? Ok chị. Chị Bích Nguyễn. Không, em không thấy tên chị ở trong cái đơn nha chị. Cái đặt nãy giờ là quan trọng là mấy chị đó đặt trước chị thôi. Sao không được em? Cái đó không có đủ á. À tại vì nó hết hàng á chị, không phải không chốt mà nó hết hàng. Tại vì cái này hôm nay em like mấy cái mà nó còn lẻ lẻ ở nhà ấy. Tiên like mấy đồ không? Gần hết hàng rồi chị. Rồi, bây giờ em sẽ qua tới cái đèn này. Cái đèn này là để cho mấy chị xài lúc mà cúp điện ha. Nó sẽ có một cọng dây sạc giúp em ha. Có một cái đồ treo. Xài lúc cúp điện. Nó rất là sáng. Đây. Đây là mấy chị, nó có 3 chế độ ha. Mấy chị bật một cái thì nó sáng như này. Bật hai cái thì nó sẽ sáng yếu hơn xíu. Bật 3 cái thì nó sẽ chớp như này nè mấy chị. Đó. Thì cái này á là giá của nó là 95.000. Giá của cái đèn này là 95.000. Thì chị nào lấy thì comment cho em là đèn nha. Cái đèn này chắc em còn khoảng chừng được chục cái á. Xài cúp điện hoặc là chị nào mà đi mình ở dưới quê á, tối mà mình có ruộng rồi đó mấy chị, hoặc là mấy chị để ở đằng sau bếp hoặc là để ở sau chuồng bò rồi đó. Em thấy ở nhà bà nội em nuôi bò hay để hay bật đèn ở đằng sau đó đó, thì mấy chị thay vì mấy chị phải câu dây điện ra có tới ngoài thì mấy chị có thể treo cái đèn này lên. Cái đèn này là đèn sạc, sạc y như mấy chị sạc điện thoại giùm em đó, cho nên là không cần phải câu điện gì hết á, nó cũng rất là sáng. Tại vì bây giờ ở đây là em mở tới ở nhà em bây giờ là có tới 8-9 cái bóng đèn đang bật mấy chị, cho nên mấy chị thấy nó không có sáng lắm. Chứ mà cúp điện một cái là cái này bao sáng luôn. Có 3 chế độ giùm em, nó có chớp nữa nè. Rồi, chị nào lấy đèn thì comment đèn cho em nha. Cái gì? Ok, đồ treo giấy nè. Dán cái này lại nó rớt cái kia đâu. 60. Ok, chị Lê Đậm hả? Rồi, cái quạt này em còn mấy cái nè. Mấy chị có gì đặt thêm em gửi hàng ha mấy chị. Cái quạt cầm tay này đèn cho mấy chị nào mình okay, đi du lịch nè. Lấy đèn. Đi du lịch nè. Mấy chị chốt đèn em còn có chừng 10 cái thôi. Cái này để đi du lịch. Đó, nó có thể xoay. Đó, nó có thể xoay như này. Hoặc chị nào mà đi dạy á, mấy có mấy bữa nó nóng quá đó mấy chị, thì mình đem cái này theo, bỏ vô trong túi rất là gọn luôn. Đó, xong rồi quạt. Quạt thì nó có 3 chế độ luôn. Có quạt từ nhẹ, xong rồi bật cái nữa okay, là mạnh hơn chú. Xíu chị Lê Đậm lấy gì sao mạnh một nấc ba nữa. Nói chung là như cái quạt bình thường nó có 3 số vậy đó, nó mấy chị cứ tưởng tượng vậy.
hoặc là cái gì đi du lịch cầm theo. Cái này cũng sạc, sạc y như sạc điện thoại giùm em luôn đó. Rồi nó có đèn nữa, nó có đèn, thí dụ mấy chị muốn bật đèn thì đằng sau nó có cái công tắc nè, thì mấy chị nhấn cái gì bé Ly hai đèn, nhấn lâu hơn chút xíu là nó sẽ ra, ấn mạnh vô cho em, giữ lâu một xíu là nó sẽ ra đèn. Muốn tắt thì mình cũng làm y chang như vậy, nhấn lâu vô cho em. Cái này là quạt, giá bình thường là 110. Cái này hiện tại ở ngoài mấy chị có thể thấy là mấy ca sĩ mà mỗi lần mà đi đi show á, mặc đồ nực nội ngồi chỗ rồi đó, người ta hay xài mấy cái quạt này nè, quạt mini, hoặc là ngồi ở trong phòng make up rồi đó. Thì giá của cái này là 110, em sale mấy chị còn 100.000 nha. 110 sale mấy chị còn 100.000. Sale còn 100.000. Mấy chị chốt còn đèn á, mấy chị tranh thủ chốt đèn cho em luôn nha. Ok, chị Thi Lan tạ hai đèn. Chị Quyên Quyên Nguyễn ơi, mình đặt thêm chị em gửi ha, bởi chị có cái đèn em xả luôn rồi đó. Quạt. Chị nào lấy quạt thì comment cho em là quạt nha. Ok, chị Sơn Sang Nguyễn ba đèn. Rồi, cái máy xay tỏi này thì em còn lại chắc là 5 cái hay gì đó. 5 cái hay gì đó, 5-6 cái gì đó. Đây. Thay vì mấy chị phải lột tỏi xong rồi mấy chị ngồi mấy chị đâm cho nó nhuyễn, hoặc là mấy chị bầm cho nó nhuyễn, thì mấy chị có thể bỏ vô cái máy xay tỏi này xay. Đó. Dĩ nhiên là nó sẽ không có được nhuyễn như là mấy chị lấy dao mấy chị bầm cho tới chừng mình nhuyễn nhừ luôn. Đó, nhưng mà cái này xay như vậy là đủ để mấy chị làm nước mắm tỏi ớt rồi. Mấy chị làm nước mắm tỏi ớt hoặc là nước mắm làm xay tỏi ra để mấy chị nấu gì ta, rau muống xào tỏi rồi, hay là gà nước mắm tỏi rồi đó. Thì em nghĩ là cái này xay nó đã ok rồi, mà nó rất là nhanh nữa. Chỉ cần bỏ tỏi vô rồi xong mấy chị kéo vài cái là nó đã nhuyễn rồi ha. Thì giá của cái này là 55.000. Ủa đúng không? 55.000 sale còn 50. Kem nghệ, ok chị nha, có kem nghệ luôn. Dạ đúng rồi, cái xay tỏi này nó được một cái là nó lẹ mấy chị. Đó, thí dụ như mấy chị ngày hôm đó ăn nước mắm gì, ăn cá chiên chấm nước mắm mà mắc công bầm rồi đâm nó lâu. Đó thì mấy chị xay kéo vài cái là có ăn rồi nha mấy chị. Vài cái là có ăn rồi cho nó lẹ ha. Ok chị gửi chung cái kem nghệ. Rồi cái này là để em coi còn gì nữa. Đây, em có cái set giặt nè. Cái đèn có chị Quy Quy Nguyễn ở hết rồi nha mấy chị ơi. Em còn cái set giặt. Chị Lê Đậm quạt với đèn. Set giặt nè. Cái này có nhiều chị hỏi em lắm. Thì cái set giặt này nó có 5 cái. Set giặt này nó có 5 cái. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, cái này là hàng dày dùm em nha mấy chị ơi. Tại vì nó có một loại hàng mỏng nữa. Cái này thì cái size của nó chỉ nhỏ như này thôi. Đó, cái bự nhất thì nó cũng chỉ như vậy thôi mấy chị. Nhưng mà được một cái là nó dày. Còn nếu như mà mấy chị muốn nó bự thì em có cái loại mỏng hơn. Đây, cái loại này nó mỏng hơn nè. Em sẽ cầm lên cho mấy chị coi. Cái loại này thì nó xinh to rồi. Chị Sơn Sơn xay tỏi. Chị Thanh Thúy xay tỏi. Nè mấy chị coi nè. Cái này là cái mỏng nè. Cái này là cái dày. Cầm lên là mấy chị thấy nó khác liền. Đó. Nhưng mà tùy mấy chị, tùy cái mục đích sử dụng của mình mà mấy chị thích xài cái mỏng hay cái dày. Đó. Em có hai loại. Thì cái loại dày này á, giá của nó là 85.000. Còn loại mỏng này á, giá bình thường của nó là 75.000. Nhưng mà em sale cho mấy chị còn 65.000 luôn. 75.000 em sale còn 65.000 luôn. Em nói trước là nó mỏng nha mấy chị. Nó chỉ có một lớp thôi. Nó chỉ có một lớp thôi. Nhưng mà được cái là cái mà để giặt áo ngực á, thì nó có một cái miếng mũ ở trong nè. Cái màu bấm. Đó, thì chị nào lấy loại nào thì mấy chị comment cho em 65 hoặc là 85.000. 85.000 thì nó dày hơn nhưng mà nó nhỏ hơn. Cái này em còn cái có đèn 100.000, em còn 4 cái thôi mấy chị. Còn có mấy set rồi. Chị nào lấy cái set giặt thì comment cho em.
lấy set dày biết hay là set mỏng nha. Ok chị yên bình mặc set dày nè, ví dụ mà mấy chị giặt gia đình thì em thấy là mấy chị hay xài set dày hơn. Chị đổ, chị đổ thành phần, chị mua thêm gì rồi em chốt hàng hả chị? Cái xay tỏi em hết rồi nha mấy chị. Xay tỏi có gì đợi đợt sau đi mấy chị. Ok chị yên mình một cái set giặt dày nha. Xay tỏi mấy chị đợi em đợt sau đi mấy chị ơi. Đang đặt hàng về á. Rồi em có cái bộ kèm nè. Cái này xài tại đầy đủ luôn mấy chị. Đầy đủ dụng cụ luôn nè. Ở đây có mười mấy món em quên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À 12 món, có móc tay có nặng mụn luôn nè. Đó. Chị nào lấy cái set kèm này thì comment cho em set kèm, giá là 65.000 nha mấy chị, giá là 65.000. Hàng dày nè. Đó, mấy chị khi mà mình đi du lịch đồ á, hoặc là mình về quê chơi mình có thể bỏ riêng cái set này. Nói chung là kèm rồi thì em nghĩ là mình nên xài riêng, mình đừng xài chung mấy chị ha. Đó. Giá là 65.000, chị nào lấy thì mấy chị comment cho em là set comment kèm cho em đi cũng được, khỏi mất công set set, comment kèm cho em đi. Rồi chị nào cần chốt đơn gì cứ inbox cho em nha. Chắc trong hôm nay là chị Ngọc gọi á. Rồi em có cái bình xịt dầu nè chị. Ok chị xin xay một kèm. Em có cái bình xịt dầu nè. Cái này thì giúp cho mấy chị phun dầu nó được, gọi là đều hơn ha. Đó. Phun dầu nó được đều hơn. Mấy chị nấu tết hả? Mấy chị nói chung là em không có nấu ăn nên em không có rành đó. Đó cái bình xịt dầu mấy chị hay hỏi nè. Bột, à chị Diễm nói làm gì ta, làm bột cúc lết hả? Đó mấy chị phun dầu ra nó sẽ đều hơn ha. Thì cái này em chỉ còn ở nhà có 2 bình thôi mấy chị. Giá của nó là 60.000. Chị nào lấy thì comment cho em là cái bình phun dầu nha, 60.000. Chị nào mà hay làm, hay nấu ăn á, chuyên nấu ăn là mấy chị sẽ biết cái này ha. Còn em không, em có nấu ăn bao giờ đó mấy chị. 24 tuổi mà không biết nấu ăn. Rồi em còn hai cái cuộn giấy nè, hai cái cuộn giấy. Cái cuộn giấy này á thì mình có thể giặt lại để tái sử dụng được. Thì cái này á thì em nghĩ là mấy chị có thể để ở trên bàn ăn của mình, hoặc là mấy chị để ở trên phòng của mấy bé để cho mấy chị, để cho mấy bé nó lau bàn học hay gì đó. Thì cái này có thể tái sử dụng, hoặc là mấy chị có thể làm, lấy cái này mấy chị lau bếp ga xong rồi mấy chị dục cũng được. Đó, tại vì một cái cuộn như vậy nó có tới bao nhiêu tờ nữa? Nó cũng có nhiều, không biết bao nhiêu tờ nữa, nhưng mà mỗi một tờ nó có thể tái sử dụng. Em mấy chị có gì hơi giặt xong rồi dùng lại một lần. Để nữa chị Nga bùi luôn. Ok chị Nga bùi nha, còn sót một cái này em để chị Nga bùi luôn, sót cái máy xay tỏi đó. Hoặc là mấy chị ngày nào mà tổng vệ sinh bếp ga rồi đó, mấy chị lau chùi rồi nó dơ quá rồi thì mình dục mình cũng không có tiếc. Tại vì một cuộn như vậy có 35.000 thôi, 35.000 giùm em nha. Chị nào lấy thì comment cho em là 35.000. Hai đơn bên này mấy chị, 35.000. Hai đơn chờ bá luôn. Không biết sao dạo này bơm hơi nhiều. Rồi em còn một cái túi mini size nè. Cái túi này thì mấy chị cho mấy bé, mấy bé nó đeo đi chơi, mấy chị đeo đi sở thú, hay là mấy chị dắt mấy bé đi đâu á, xong rồi bỏ vô cho anh bé cái khăn hay là cái bình nước hay là cái bình sữa gì đó. Nó rất là dễ thương luôn. Rất là dễ thương luôn. Thì cái này giá bình thường mấy chị em còn một xịt dầu á mấy chị ơi. Cái này lên trên mạng nè mấy chị. Hồi xưa lúc mà em thích nó nha là nó bán tới 140.000 luôn. Mà ở nhà em bán cái này đầu tiên là có 55 hay 65 gì thôi. Sau còn một cái chị Diễm xem cho mấy chị là 45.000 luôn. Mấy chị nào lấy luôn mình xịt dầu giùm em không mấy chị, em còn một bình nè. 45.000 luôn. Chị nào lấy cái này mua về cho mấy bé nó đeo trước ngực nó đi dễ thương lắm. Em bình thường em cũng hay xài cái này nè. Lấy cái gì vậy chị? Bình thường em cũng hay xài cái này nè. Mấy chị comment cho em là con túi 45.000 nha. Túi vịt nè. Đi tà tươi. Cho em một ly nha chị. Tà tươi con trâu nha chị. Cuộn giấy á, chị lấy cuộn giấy á. Ok chị xin sai Nguyễn nha, cuộn giấy. Ok chị yên bình nha, cái ba lô. Trời ơi mấy chị dễ thương lắm, mấy chị để cho mấy bé đeo trước ngực nè, nó đi lủng 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 hết luôn lắm.
Em có một túi à, em có một túi à, ok chị yên mình nha. Rồi, em sẽ qua mẫu khác. Em còn một cái này là một cái hộp kim chỉ nè. Hộp kim chỉ trong đây nó sẽ có 10 ống chỉ, có kim, xong rồi có luôn kéo bấm nè. Có luôn kéo bấm luôn mấy chị. Rồi có cho mấy chị mấy cái nút bấm nè, cho phòng hờ mấy cái nút sơ mi luôn. Đó, kim thì nó sẽ để ở dưới cái hộp kim này á. Ví dụ mà chị nào mà mình bình thường mình không có xỏ kim được tại cái lỗ nó hơi nhỏ thì mấy chị yên tâm đi, cái lỗ kim này nó to đùng mà xỏ thoải mái. Ở trong đây nguyên hộp kim nè, rất là tiện luôn. Thì chị nào lấy cái hộp kim chỉ thì comment cho em là hộp kim chỉ. Em còn có một hộp rồi mấy chị ơi, còn có một hộp thôi. Giá là 35.000 giúp em nha. Hộp kim chỉ thì giá là 35.000. 35.000 một hộp kim chỉ. Ây da. Rồi em còn một cái này. Ok cô Hồng Kim nha. Để em hỏi chị Ngọc thử. Để em hỏi chị Ngọc được. Tại vì cái kim chỉ này em còn có, ây da, có một hộp mà mấy chị, có một hộp à. Để đợt sau nó có về em like cho mấy chị nha. Đợt sau nó có về em like cho mấy chị ha. Rồi em còn ở đây một cái máy rửa mặt nè, 95.000 em sale còn 90.000 luôn. Cái máy rửa mặt này á thì chị nào mà mấy chị đang ví dụ da mấy chị có mụn hoặc là da mấy chị dầu, dĩ nhiên là da thường cũng xài được, nhưng mà em nói ví dụ mà da mấy chị mà đang gặp cái tình trạng đó thì mấy chị cũng nên xài cái máy này. Tại vì mấy chị mà nói chung là cái tình trạng da nào thì mấy chị cũng cần làm sạch da hết, đặc biệt là mấy chị bị mụn á, mấy chị mà đang bị mụn á thì mấy chị phải chú ý cái khâu làm sạch cho em. Mấy chị phải tẩy trang, mấy chị phải rửa mặt cho nó thật là kỹ thì mấy chị xức kem, cái giai đoạn sau khi mà mình xức kem á, mình dưỡng lại á thì nó mới có thể thẩm thấu sâu được mấy chị. Còn mấy chị mà làm sạch không kỹ á, ở trên da mình mà nó còn bã nhờn hoặc là nó còn bụi bặm là coi như là xức kem là cũng như không thôi. Cho nên mấy chị bị mụn hay là da nào thì mấy chị cũng nên xài. Bình thường tay mình đó thì mình chỉ rửa được cái bề mặt thôi mấy chị, không có làm sạch sâu cái lỗ chân lông được. Thì mấy chị có thể xài cái máy rửa mặt này giúp em, nó có hai mặt nè. Đó, vừa massage mà vừa làm sạch sâu luôn. Giấy em còn một cuộn mấy chị ơi. Vừa làm sạch sâu mà vừa massage mặt mình luôn. Massage nâng cơ mặt thì mấy chị đi rửa mặt ở tiệm massage thì cũng là vậy đó mấy chị. Thì mình ở nhà mình massage bằng cái máy này luôn, nó có cái độ rung nữa. Đó, rồi giá là 90.000 hả? Ok mấy chị nào chốt kim chỉ em ghi lại cho mấy chị nha. Mấy chị đợi giùm em 1-2 ngày rồi nó có hàng á. Tại vì á là hàng Quảng Châu là nhầm lúc mấy chị, nhầm lúc nó về lẹ, nhầm lúc nó về chậm. Thì em ghi cho mấy chị ha. Rồi chị nào lấy cái máy rửa mặt, nãy giờ em like là hàng hàng gì, hàng Trung Quốc hết á, nói thẳng ra là hàng Quảng Châu Trung Quốc đó. Thì chị nào mà mình không có thích xài hàng Quảng Châu Trung Quốc thì mấy chị có thể để ý rồi máy massage mặt. Rồi em còn cái cuộn bọc thực phẩm nè. Cái cuộn này nó rất là nặng nha mấy chị, bữa chị Ngọc làm rớt xuống chân á, ghiền luôn. Ờ đúng rồi, cái cục đó rớt xuống chân là phê luôn á. Cái cuộn này nó tới 450m lận, gấp 3 lần cái cuộn mấy chị hay mua trong siêu thị á. Mấy chị có thể để ý giùm em cái hộp này, cái hộp màu xanh này, cái hộp màu xanh lá này. Đi ngang cái chỗ mà để cuộn bọc thực phẩm trong siêu thị á mấy chị sẽ rất dễ nhìn thấy cái này. Mà đa phần là nó sẽ là một cái hộp nhỏ. Ừ thì chốt của Hồng Kim mà. Của Hồng Kim chứ không phải của chị đâu chị Thu Hoàng. Chị chờ một hai bữa đi, nó có rồi em chốt hàng của mình luôn. Rồi đây nè mấy chị, cái cuộn bọc thực phẩm này giá là 450.000, 30cm.
30 cm. Cái này nhà ví dụ mà hôm nào mà nhà mình có tiệc á, mà đồ ăn nó hơi dư á mấy chị, thì mấy chị có thể bọc lại rồi mấy chị để vô trong tủ lạnh ha. Đó, cái cuộn này em nghĩ là không biết xài tới chừng nào nó mới hết luôn. Nếu như mà mấy chị xài ở gia đình thôi là xài, em nói chắc là cả năm không hết luôn á. Đây đó, chị nào lấy cái cuộn bọc thực phẩm này thì mấy chị comment em cuộn bọc thực phẩm. Em chỉ có 6 cuộn duy nhất thôi mấy chị, 6 cuộn, giá là 130.000 giùm em nha. Sáu cuộn 130.000. Mà nói chung là không có hàng nữa mấy chị ơi. Tại vì cái này là về chung chung đợt nào á. Sau này chị Diễm gần sinh em bé là không có nhập mấy cái hàng này về bán nữa. Thì chị nào mình còn á thì mình có thể tranh thủ mình lấy ha. Xài đàm, để ở nhà xài là mấy chị xài cả năm không hết luôn á. 450m rồi nè. Có 130.000 rồi mấy chị vô siêu thị á, 150m đó là nó đẻ 150m là đáng 150 rồi mấy chị. Ở trong cốt mắt em thấy nó đang bán cái giá đó đó. Cuộn bọc thực phẩm giùm em ha. Cuộn bọc thực phẩm. Cuộn giấy là đa năng em còn một cuộn mấy chị ơi. Cái cuộn giấy này có chị nào lấy thì lấy giùm em luôn ha mấy chị. Ví dụ mà mình lau Tết đồ ngon lắm á. Tết mà mấy chị tổng vệ sinh nhà cửa đó. Thay vì mấy chị phải giặt nhiều lần, lau bàn thờ ngon. Mấy chị phải giặt nhiều lần thì mấy chị xài cái này. Mấy chị xài xong rồi, ví dụ mấy chị lau tủ nè, tủ chén nè, lau bàn thờ, lau cái chỗ mà bàn thờ ông địa rồi đó. Đó, mấy chị lau một lần rồi mấy chị vứt nó cũng không có tiếc. Còn ví dụ như mình mua cái set khăn rồi mình mua về dục thì nó uổng. Đó, mấy chị có thể lấy hoặc là mấy chị lấy để lau xe rồi cũng được nè. Em còn cuộn nha. Bây giờ là em có mấy cái khăn lụa. Ok, chị Thu Lan Nguyễn, chị Nguyễn Bạch Tuyết. Cái cuộn bọc thực phẩm là em có nhiêu ta? Có 6 cuộn rồi mấy chị ơi, thùng của nó có 6 cuộn à. Chị nào mà có hay xài á thì mấy chị tranh thủ lúc này mấy chị lấy. Tại vì không biết là chị Diễm có nhập về nữa không, mà là gần sinh rồi là không có nhập nữa đâu mấy chị. Đấy. Rồi. Để em coi còn gì cái nữa nha. Không thì em sẽ lên khăn cho mấy chị nào còn cái này đây. Bây giờ mà em dở cái áo mưa này ra em trùm thì nó hơi lâu. Thì nó hơi lâu, xếp lại nó cũng hơi phê. Cho nên mấy chị nhìn giùm em cái hình nha, là áo mưa hai đầu. Thì cái này mấy chị cho em giá là 170.000. Cái này ở trên mạng nếu như mà mấy chị mua á. Ủa 170 hả? Sale hay gì? Ừ sale có đâu. Đây, nó sẽ tiện một cái là thí dụ mấy chị ở trên mạng nha, nếu mà đúng loại giày á là 250 đó, đúng cái loại này mà nó giày á là 250. Tại vì mấy chị mới đầu em không biết là mấy chị đã mua cái này bên nhà em nè, thấy em bán giá 170 xong rồi mấy chị nói trời bình thường là ở trên mạng nó bán 250 là chị tiếc chị không có mua, thì em bán 170 nè. Đó thì nó tiện một chỗ là bình thường áo mưa của mình ở đằng trước thì nó không có cái phần trong này mấy chị. Thì mấy chị khi mà mấy chị thí dụ mà chạy buổi sáng thì không sao, nhưng mà thí dụ mấy chị chạy buổi đêm á thì nó sẽ che mất cái đèn xe của mình đi, mà nó cũng không có đủ dài nữa. Thí dụ mà mình chùm lên trên thì nó bị ngắn, nó chỉ chùm vừa qua cái đèn xe thôi. Thí dụ mà đèn xe của chị nằm ở trên đó là nó chùm qua vừa qua cái đèn xe thôi đó, thì nó sẽ dễ dàng nó bị bay vô mặt mình ha. Đó, còn cái này là nó phủ xuống luôn nè, xong rồi nó có đồ che hai cái kiến nữa nè mấy chị. Đó, đồ che kiến nữa. Người đằng sau có hai đầu nha mấy chị, đằng trước đằng sau nè. Ví dụ như mà chị nào mạnh lỡ mà đang đi chơi mà đang tìm đường mà trời mưa, mà một người đằng sau, một người đằng trước, người đằng sau mà bấm điện thoại còn người đằng trước chạy, là người đằng sau không có biết chạy tới đâu là bó tay luôn. Thì đó, mấy chị có thể trùm hai người cùng nhìn đường với nhau ha. Đó, thì chị nào lấy cái áo mưa thì mấy chị okay, comment em là áo mưa. Ok, cái gì đạm. Cái này là 170 em sale cho mấy chị còn 150 nha, tại vì em chỉ còn 5 cái thôi. Cái áo mưa này cầm cũng nặng tay lắm nè. Đó, bỏ trong bịch như này cho mấy chị luôn. Thì cái mùa này phải mùa mưa. Không biết phải mùa mưa không nữa. Nói chung là mấy chị cứ mua về để trong xe. Cái này thì ví dụ như mà bé ly áo mưa.
mấy chị đi hai người nó sẽ rất là tiện đó, mấy chị đi hai người nó sẽ rất là tiện ha. Rồi áo mưa em còn mấy cái, chị nào chốt thì chốt cho em luôn nha. Anh luôn có bộ dự báo sai như thế này. Ủa có mấy cái áo mưa? Thì sale 150 đó. Còn mấy cái rồi chị? Ở đâu á? Đợi em cái em lấy ra coi còn mấy cái. Chị Thảo Nguyễn, chị Thanh Hiếu. Còn mấy cái em chốt cho mấy chị nha. Hôm nay ít người nè, mấy chị tranh thủ lấy đi. Bình thường chị Diễm la nhiều người, nhiều khi giảm lợi. Rồi, em có một cái set đựng túi này. Cái đựng túi nè. Cái này ví dụ như nhà chị nào mà mình có hẳn một cái phòng đựng túi, hoặc là chị có hẳn một cái tủ luôn, thì em không nói nha. Còn ví dụ cái này, ví dụ chị nào đang để túi sách của mình chung với lại cái tủ quần áo, ví dụ trên treo tủ quần áo đi, xong rồi ở dưới chị để túi sách, thì mấy chị có thể mua thêm cái này để mình giúp mình gọi là tiết kiệm cái không gian ha. Đó, thì mấy chị có thể để túi sách vô như này nè. Đó, mấy chị để mấy cái túi sách mà tầm size, để em coi cho, tầm size 24 á. Túi sách tầm size 24, 26 á. Như là mấy chị nào mà hay mua mấy cái túi hến bên em á, mấy chị mấy cái túi sách đó, mấy cái túi mà hơi mắc mắc tiền xíu mà nó hơi đẹp đẹp xíu mà mấy chị thích thích đó, thì mấy chị bỏ vô đây. Thí dụ mà mấy chị để cái túi size 26 á, thì một ngăn như vậy mấy chị để được một túi thôi. Còn nếu mấy chị để mấy cái lách cầm tay, mấy cái ví cầm tay của mấy chị thì mấy chị có thể chồng 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 nó lên cũng được. Đó, nó có bên đây là 3 ngăn, bên đây là 3 ngăn, là 6 ngăn, thì giúp mấy chị tiết kiệm không gian. Mấy chị có thể treo cái này ở trong tủ quần áo của mình cũng được, hoặc là mấy chị treo một cái móc dán tường xong rồi mấy chị treo nó lên. Đó, thì treo như này thì nó sẽ giúp mấy chị là nếu mà mấy chị không để trong tủ quần áo mà treo ở ngoài á, thì nó sẽ đỡ bụi hơn nha mấy chị, đỡ bụi hơn. Tại vì á là bình thường mà mình treo đồ ở trong nhà vậy chứ bụi không à, đi tới đi lui là bụi không à mấy chị. Thì chị nào lấy cái đồ treo túi thì comment treo túi cho em, giá là 50, bình thường là 60, đợt đầu là 65 hay sao á. Thì giờ em còn 3 cái theo mấy chị 50 nha. Mấy chị ơi, em còn một chai xịt dầu để nó lẻ loi mấy chị ơi. Mấy chị comment cho em là treo túi 50, em còn 3 cái nè. Treo túi 50, em còn 3 cái. Rồi băng keo cá nhân em còn 3 hộp thì phải. Băng keo cá nhân em còn 3 hộp thì sao? Ủa cái này cái đồ tròn của nó đâu rồi? Đây. Băng keo cá nhân này nó sẽ có. Ở đây, em thấy có rớt hộp đâu á. Đây, còn 2 hộp hay gì đó mấy chị, nó có 4 kiểu ha. Cái này là chị Thảo Nguyễn chứ gì bé Ly ha. À, cái băng keo cá nhân nè. Nó em có lượn túi mấy chị ơi, lấy luôn đi, đừng cho nó cô đơn nữa. Nó có nhiều size nha mấy chị. Nó có nhiều size, nó có hình tròn nè. Xong rồi nhỏ, lớn gì đó. Đó. Một bịch như vậy có tới 100 cái là mấy chị. Nói chung là băng keo cá nhân thì em nghĩ là mình nên mua, mình để sẵn nhà. Tại vì bình thường ví dụ mà mấy chị ra ngoài nhà thuốc mình mua thì cũng là 3-4 ngàn một miếng rồi. 3-4 ngàn một miếng rồi. Chị ơi đừng cho nó cô đơn lẻ loi mình ở trong shop mấy chị ơi. Cho đi luôn đi. Có chị nào lấy cái tơ xít, cái túi với cái xịt dầu giùm em không, cho nó hết luôn. Ok đó. Chị Phước Thuận nha. Cảm ơn chị Phước Thuận nha. Đừng để nó cô đơn. Đó, mình để trong nhà nhiều khi mình còn á thì mình lấy ra mình xài liền mấy chị. Một ông Mỹ hả chị? Một ông Mỹ em còn hả chị? Rồi. Em chỉ có ở nhà em có mật ong Mỹ thôi nha chị ơi. Mật ong Mỹ 260.000, 300ml thôi. Tầm 3. Rồi chị, nó có một tới 100 miếng ở trong hộp nữa, 30.000 thôi. 100 miếng 30.000. Đó, nó có hình tròn rồi bự nhỏ gì đủ hết luôn. Ok. Xịt dầu. Cái này nếu chị làm bò cúc lốt, hoặc là mấy chị phủ dầu lên trên đồ ăn ấy. Đó, thì thay vì mình phải chế ra cái muỗng xong rồi mình rưới ở lên trên đồ ăn, thì nó sẽ có chỗ nhiều chỗ ít mấy chị. Thì mấy chị có thể bỏ dầu vô đây xong rồi mình xịt ra, nó sẽ dạng như là phun sương vậy đó, thì nó sẽ đều hơn ha. Đó, cái bình xịt dầu nè, cầm rất là chắc tay nha. Cái này bằng thủy tinh á, giá là 60 ngàn.
giá là 60.000. Đây, cái này là cái bình xịt dầu này. Để mấy chị nấu ăn á, làm bò cút lết rồi đó mấy chị, hoặc là muốn phủ một lớp dầu lên trên đồ nướng hay gì đó, mấy chị xịt ra nó sẽ đều hơn ha. 60.000 một cái, em còn một cái ha. Ủa lấy cái dấu hỏi trả cho chị. Rồi móc chín lỗ em còn ở đây 3 cái. Ưu tiên cho chị nào lấy hết em 3 cái đi mấy chị. Cái móc chín lỗ này em về được 3-4 đợt. Mới đầu á, lúc mà lấy á là chị Diễm nói với em. Em với chị Diễm suy nghĩ là trời đem này về nhà okay, nào. Ok chị Thanh Hiếu băng keo cá nhân, chị Thu Lan băng keo cá nhân là em hết. Nhà chị nào cũng có móc hết trơn rồi, mua cái này về không biết bán có được không. Đó. Nhưng mà cái này nó rất là tiện, nó có 9 lỗ này. Nó có 9 lỗ, nhà hay kêu bằng móc 9 lỗ á. Đợi em cái em gắn vô cho. Đó, gắn nó phải nhiều cái cục một cái mới được. Cái móc này nó tiện một cái chỗ là như này. Ví dụ bình thường mấy chị treo đồ thì mình treo ngang vậy đúng không? Mấy chị móc 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 vô đủ 9 cái lỗ xong rồi mấy chị kéo cái dấu hỏi này xuống đó. Em hết bằng kim chị kéo qua bên đây, nó ở trên đây nó có một cái khớp luôn thì nó sẽ thành hàng dọc như vậy. Thì đồ của mình lúc nãy nó ngang như vậy đúng không mấy chị, thì nó sẽ dọc xuống như này. Thì cái này nó giúp cho mấy chị tiết kiệm cái không gian tủ đồ của mình, thay vì mình dàn một hàng ngang ra như vậy thì mình để nó dọc như vậy thì nó sẽ tiết kiệm hơn ha. Đó, cái này là móc chín lỗ có 15.000 một cây thôi, chị nào lấy hết giùm em 3 cây đi. Em cá nhân rồi mấy chị ơi, em có 2 hộp à, cho chị Thanh Hiếu với chị Lưu Lan. Lấy giùm em 3 cây luôn đi cho nó hết đi mấy chị. Là tiết kiệm được rất là nhiều không gian luôn á. Hoặc là chị nào mà treo đồ lót riêng nè, hoặc là mấy chị treo mấy cái áo ngực riêng, hoặc mấy chị treo mấy cái áo bra mà mấy chị mặc ở trong riêng chẳng hạn, thì mấy chị có thể treo lên này giúp mấy chị tiết kiệm không gian cái tủ quần áo hơn ha. Móc chín lỗ giá là 15.000 giùm em. 15.000. Rồi em cái trùm tóc nè. Ok chị Thu Lan Nguyễn. Cái trùm tóc nè, mấy chị gọi đầu xong. Chị nào mà ở nhà mấy chị hay làm gì? Massage, bài xài dầu ủ tóc đồ á. Đấy. Thì mấy chị có thể ăn mấy ba cây rồi chị ơi. Hết rồi, cái móc chín lỗ của em hết rồi mấy chị. Bữa nó lấy thêm mà không biết có không. Rồi, mấy chị gọi đầu xong mấy chị trùm như này ha. Cái khăn này cái chất của nó như là cái khăn bếp vậy đó mấy chị. Mấy chị bình thường đã xài khăn bếp ở nhà em là mấy chị biết nó siêu thấm hút cỡ nào, thì cái chất của cái khăn trùm đầu này nó y chang như vậy mà nó dày hơn xíu nữa. Đó, siêu thấm hút luôn. Mấy chị quấn lại cho em, ví dụ cái phần tóc dài của mấy chị ở đâu thì mấy chị quấn cái đuôi này ở đó ha. Đó. Xong rồi em chị quấn lên, em quấn sơ sơ thôi nha mấy chị, quấn sơ sơ thôi tại sao em kẹt một cục á. Đây, xong rồi mấy chị kéo lên, mấy chị ở đây nó có một cái đồ gài nè, mấy chị gài vô cái nút này. Tóc đằng sau của em đó, em đang búi lên đó cho nên là nó bị dướng mất. Đại loại là mấy chị sẽ trùm lên như này. Đó, xong rồi mấy chị gài nút lại. Cái nút đâu rồi? Gài nút lại. Ví dụ mà mình tắm xong rồi mình đi xuống mình nấu đồ ăn hay gì đó mấy chị, mình vừa đi làm về mình tắm rồi đâu. Xong nó là đồ gia dụng nha chị Bùi Thị Liên. Xong rồi mấy chị đi đâu ta? Mấy chị đi lau nấu đồ ăn hay mấy chị đi lau nhà gì đó mà tóc nó nhiễu nhiễu đằng sau thì nó dễ ướt cái phần lưng mấy chị, mà ướt cái phần lưng nó khó chịu lắm. Đó, thì mấy chị có thể xài này quấn lên, mấy chị quấn mấy chị làm xong chắc cũng tầm 20 phút, 30 phút là coi như là tóc mấy chị nó đã khô hơn 50% rồi. Thì mình ngồi quạt xíu nữa là nó khô luôn. Đó, giá là 45.000 nha mấy chị. Cái khăn tóc là 45.000. Chị nào lấy thì comment cho em là khăn tóc 45.000 luôn. Em có một màu à. Em có một màu thôi mấy chị. Quý bà. Phong cách quý sơ tộc. Chị nào lấy cái khăn này thì mấy chị comment cho em là khăn nha. Hôm nay em không có like đầm, hôm qua em like rồi. Cho nên là em không có lên.
rồi. Em có móc đó em, là em chưa biết hả chị? Chừng nào có móc em like à chị ơi. Chừng nào có móc em like à. Chị yên tâm. Bây giờ em có cái khăn lụa nè. Chị nào mà hay đi biển, hay đi du lịch á. Ok chị Xuân Nguyễn, hai chai mật ong Mỹ nha. Ok chị. Đó, mấy chị xài cái khăn này. Nói chung là em thấy là bây giờ là không phải tuổi nào cũng xài mấy cái khăn này á mấy chị ơi. Đó, mấy chị xài cái khăn này mấy chị đi biển. Đó, đi biển mấy chị chụp hình hoặc là mấy chị quấn ở trên đây, quấn thành khăn quàng cổ, hoặc là mấy chị quấn thành áo, hoặc là mấy chị quấn thành áo. Nói chung là nó có nhiều kiểu để xài với cái khăn lụa này lắm. Đó, cái khăn lụa này là hình như chiều ngang cũng nói là 1m, hình như là 1m8 đó mấy chị, 1m8 á, kích thước là tầm 1m8 đó. Thì chị nào mà lấy cái khăn lụa thì mấy chị comment cho em là khăn lụa nha, em sẽ đưa màu cho mấy chị coi. Đó, cái này là nó có hộp đàng hoàng luôn. Mấy chị nào mà chuyên đi du lịch á là mấy chị hay lấy cái này, hoặc là mấy chị lấy này chị trùm đầu đi du lịch. Mà dạng như mà nắng quá mình chịu không nổi đó mấy chị hay trùm vậy nè. Đó, hoặc là mấy chị làm thành cái áo, hoặc là có chị mà khéo tay thì mấy chị lấy về mấy chị may thành cái áo luôn. Thì cái khăn lụa này giá là 160.000. 160.000, cái chất vải sờ cực kỳ thích luôn nha mấy chị. Nó nhẹ hiều à. Đó, nó nhẹ hiều à. Rồi cái này á là nó sẽ có hộp nha. Này là hàng Quảng Châu luôn, nó sẽ có hộp như này. Nó có cái hộp ở ngoài như này nè, cho nên là mấy chị ví dụ mình mua về mình tặng nó cũng ok ha. Nó làm luôn mấy cái gì bill rồi cạc thẻ gì luôn nè mấy chị. Đó, thì chị nào lấy khăn lụa thì mấy chị comment cho em là khăn lụa nha. Cái này là mã 16. Mấy chị xem lại like thì coi cho em cái mã luôn cũng được. Cái này là mã 16 nè mấy chị. Mã 16 là cái khăn màu hồng như này ha. Màu, không phải màu hồng, nó là màu hồng tím. Đó, màu này là siêu sang luôn. Màu hồng tím, năm nay màu tím là màu hot đó mấy chị. Màu hồng tím, chị nào lấy cái khăn này thì mấy chị comment cho em là mã 16. Giá là 160.000 giùm em nha. 160.000. Mấy chị làm được đủ kiểu luôn. Làm siêu nhiều kiểu. Cái này là mã 16 giúp em nha. Cái hộp của nó sẽ là hình, rồi em sẽ đưa màu lên cho mấy chị coi nha. Mấy chị muốn xem gì nữa mấy chị comment cho em luôn. Chị nào mà hồi nãy cái gì ta, cái cuộn bọc thực phẩm còn 3 cuộn đúng không? Chị nào lấy cuộn bọc thực phẩm lấy luôn giùm em đi mấy chị, lấy luôn cho nó hết luôn. Rồi em sẽ đưa vài mẫu khăn lụa nữa cho mấy chị ha. Để em coi. Đây, khăn lụa nè mấy chị. Đó, mấy chị không thích cái màu tím kia thì mấy chị có thể đổi qua cái màu này. Cái màu này cũng sang nè. Đó, màu này thì mấy chị mặc với đồ đen á thì nó sẽ sang ha. Đây, cái khăn lụa này nó rất là mát luôn, trùm lên người thích lắm. Cái này mấy chị cho em là mã số 6 nha. Mã số 6, giá là 160.000. Bình thường cái khăn lụa này mà mấy chị mua là giá phải 201. Nhưng mà đợt này em ôm lô có giá rẻ cho nên là em sẽ ôm lô thì giá nó rẻ thì em sẽ chốt cho mấy chị giá rẻ luôn là 160.000. Mấy chị có thể lấy đủ màu về mình xài cũng được, hoặc là mấy chị lấy về mấy chị tặng á, tại vì nó có hộp luôn.
tặng cũng được mà mình xài cũng được ha, là cái khăn lụa đó. Chị em còn hai mẫu đó giúp em ha. Ủa cái chảo ở dưới là chị kia chị xả hả chị? Chảo 320 á. Không lấy nữa hả? Để em xuống sau em lấy mấy cái. Nó lẻ của tuyệt trời lên em xây. À, em còn cái này nè, để sale cho mấy chị. Cái xay tiêu nè, sale cho mấy chị cái xay tiêu này nha mấy chị. Cái xay tiêu này á, thì đợt đầu em bán giá là 50.000 lận. Còn đợt sau này thì em về số lượng nhiều á, với lại là sale luôn cho mấy chị là em bán 25.000 luôn. Ở này dưới này nó vẫn bằng thủy tinh nha. Xong rồi mấy chị bỏ tiêu đây, mấy chị dặn ra, mấy chị bỏ tiêu vô đây giúp em ha. Cái xay tiêu này, xong rồi mấy chị dặn ngược nó xuống nè. Xong rồi mấy chị dặn cái màu đỏ này để xay giúp em ha. Dặn cái phần này để xay nè. Ok dì bé Ly nha. Ok dì bé Ly. Đó, mấy chị dặn ngược như vậy để xay. 50.000 em sale, còn mấy chị còn 25.000 luôn. Em còn ở đây là 1, 2, 3. Em còn 4 cái. Thì dĩ nhiên là nó sẽ không có nhuyễn được như là mấy chị xài cái mấy chị mua ở ngoài tiệm á. Nhưng mà ví dụ mà mấy chị có tiêu ngon á thì mình ở nhà mình tự xay luôn ha. Đó, mình rắc lên canh hoặc là mấy chị làm cá kho tiêu, thịt kho tiêu gì đó. Giá là 25.000 giúp em nha, 25.000 một cái. Chị nào có đơn nha mấy chị ơi, chứ có 25.000 mà chốt gửi là em gửi không có được. Đó, em còn 4 cái duy nhất ở nhà luôn. Cái này là do mấy chị xả nè, chứ em cũng hết hàng rồi. Là cái xay tiêu. Ok chị nha. Ok chị Bình nha. Rồi. Cái xay tiêu đó em còn 4 cái. Ok chị Đào Ngô, lựa thêm giùm em nha chị ơi, lựa thêm giùm em nha. Rồi cái chảo này hôm bữa mấy chị dành nhau nè. Mà chị khách kia chị không lấy nữa. Cái chảo này là trong cái bộ nồi mama đó mấy chị. Cái bộ này mà chị nào mà xài bếp từ ơi, nấu rất là đẹp. Nào bạn để lên nấu nhìn nó đẹp thích đó mấy chị. Cái này là nấu được bếp từ nha. Ủa đúng không? Mama hả? Ừ. Ủa em nhớ y nóc. Mới nấu được bếp từ mà ta. À không đúng rồi, bếp từ. Chảo siêu bền vân đá đáy từ sinh hao nè mấy chị. Cái này là hàng của sinh hao nha. Thuộc cái dòng cao cấp đó mấy chị đi vô. Ví dụ như mấy chị vô điện máy xanh đi, điện máy xanh bây giờ lại về tới tỉnh rồi đó, điện máy xanh đi thì cái chảo này ít nhất là nó phải bán mấy chị giá là 380-400 ngàn. Tại vì bữa em đi lúc mà nó khai trương một cái cửa hàng mới ở trên thành phố nè thì cái nó có bán mấy cái dòng này nè mấy chị. Đó, giá là phải 380-450 trở lên đó. Chảo này có thể sử dụng bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại nha mấy chị. Tại vì em nói tại sao là hay nói bếp từ, tại vì mấy chị mấy cái bếp kia nó không có kén chảo, nhưng mà do là bếp từ á, cái cơ cấu làm nóng của nó khác với mấy cái loại bếp khác, cho nên là nó rất là kén nồi. Một là làm bằng inox, hai là bằng đáy từ, thì cái bếp từ nó mới làm nóng được mấy chị. Đó, cho nên là hay lưu ý về cái bếp từ thôi. Còn mấy chị xài bếp hồng ngoại hay gì đó, bếp điện gì đó thì cái này ok. Còn xài bếp ga thì hơi ok luôn. Xài bếp ga thì ok luôn. Cái này đẹp lắm, có mấy chị mua về kêu là đẹp quá chị không dám xài luôn. Xài bếp ga, bếp nào cũng được hết. Cái này là đáy từ luôn, cho nên là nhà chị nào xài bếp từ là ok. Nhưng mà cái chảo này giá nó hơi cao, giá nó tới 320.000 luôn. Thì chị nào lấy thì comment cho em là chảo nha. Nó màu xanh như này luôn nè. Xanh này là xanh
xanh này xanh gì không biết nữa, nhưng mà nói chung là ở ngoài nó đẹp lắm mấy chị, rất là sang. Bình thường là em bán mấy chị hay lấy một bộ á, nhưng mà bây giờ em còn có một chảo à, chị nào lấy thì comment cho em nha. 320 320 ngàn. Trời, có nhiều chị á, mua xong một cái rồi nhắn tin qua mua một cái nữa chị. Tối nhà xào rau muống ăn, chị nói mua gì xào rau muống ăn rồi. Đó, chị nào lấy thì comment giùm em là chảo 320 nha. Cái đó nó rất là đẹp. Đặc biệt là nhà chị nào nấu bếp từ á, để lên nhìn đẹp lắm. Rồi, em có một cái tô này. Cái tô này nó bự như là mấy chị đi nhà hàng mà nó múc cái tô súp ra vậy đó, bự lắm. Cái này là size 22 á, cái miệng của nó nè, cái miệng này là size 22 á mấy chị. Đó. Nó rất là rộng ha. Cái này mấy chị múc canh cho một nhà 4 người ăn. Đó, hoặc là mấy chị làm gì ta? Làm salad trộn nè, hoặc là mấy chị trộn rau quả, hoặc là mình đang ăn mấy chị ăn kiêng đó. Mình trộn rau gì đó trong cái tô này ha. Cái này thì giá của nó là 45.000 nha mấy chị. Cái tô thủy tinh này giá của nó là 45.000, nó là hàng quà tặng của Ensugon đó. Hàng quà tặng của Ensugon. Mấy chị bình thường vô siêu thị mua một cái tô bự thôi là đã khoảng chừng, cái tô mà bự như này là ít nhất là cũng phải 65.000 trở lên mấy chị. Nhà bán cái này có 45.000 à. Đó. Mấy chị có thể khi nào mà nhà mình có khách đó, mình múc cơm mình không có bưng nguyên nồi lên mà mình cũng có thể múc vô trong cái thối mình bưng lên ha. Nó vừa đẹp mà nó vừa to nữa nè. Đó, đáp ứng cái nhu cầu của mấy chị luôn. Tại vì có mấy chị cũng thích cái tô nó to. Rồi, chị nào lấy cái tô này thì comment cho em là tô 45.000 nha. 45.000. Cái này gửi đi cho mấy chị là phải gói siêu nhiều luôn, chứ không là. Rồi, còn cái gì nữa te à? Mấy chị có muốn hỏi mấy cái mẫu nào mà đợt trước chị Diễm like hàng gia dụng á, thì mấy chị comment cho em luôn ha. Còn túi xách với áo nam thì chịu khó đợi giùm em. Chịu khó đợi giùm em. Rồi, em để coi. Chị nào có lấy xay tiêu thì nhớ báo em đúng không? Ok chị Vân Hoàng cái tô nha. Ok chị Vân Hoàng cái tô. Đây mấy chị, em còn máy xé thảm bếp nè. Máy xé thảm bếp nè. Cái thảm này đặt dưới bếp, bình thường cái bếp của mình hay làm chữ L đó. Đó. Thì em bán một set như vậy là 120.000. Nói là thảm bếp nhưng mà mấy chị có thể để ở trước giường của mình. Ví dụ như là ở nhà mình không có thói quen đi dép á, thì khi mà mình leo lên này có mấy chị chân mình dơ á, dẫm lên trên cái ra giường á thì nó sẽ bị dơ ha. Thì mấy chị có thể để cái này mình dẫm trước khi mình lên giường. Đó, cái này kích thước của nó là 40-60, ngang 40. Cái miếng nhỏ này nè, ngang là 40, dài là 60. Còn cái miếng lớn này thì chiều dài của nó gấp đôi là 1m2. Đó, mấy chị để ở trước giường hoặc là mấy chị để ở trong phòng của mấy bé. Để cho bé trước khi mà nó lên giường á, ví dụ mình rửa chân rồi ra rồi mình chùi ở cái để ở trước cái nhà vệ sinh cũng được. Đó, ví dụ mình chùi xong một lần là mình trước khi mình leo lên giường mình chùi lần nữa. Hoặc là mấy chị để dưới bếp. Cái này em hay kêu là thảm bếp, để dưới bếp. Nói vậy thôi chứ mấy chị thích để đâu mấy chị để. Rồi ở đằng sau là nó có cái chống trượt nữa nè mấy chị. Ở đằng sau nó có chống trượt, một set như vậy là 120.000. Là coi như là có 60.000 miếng rồi mấy chị. Bình thường mấy chị đi siêu thị mấy chị mua cái này mà loại xịn á, cái loại như này là cũng phải 80.000 miếng rồi. Hai miếng vậy là em bán có 120 thôi. Thì chị nào lấy cái thảm bếp thì chị cầm em cho là thảm bếp luôn nha. Một set hai cái. Ok chị Vân Hoàng nha, một set hai cái giúp em ha.
Rồi em còn một cái nồi này. Đây, cái nồi này rất là đẹp nè. Đó. Cái nồi này mà mấy chị nấu canh kho cá rồi là. Nói chung là cầm cái nồi thôi là nhìn đã muốn ăn uống rồi mấy chị. Nồi ceramic nè. Size này là size 20 giúp em ha. Size này là size 20. Mình có thể nấu một cái nồi canh nhỏ cho hai người ăn, hoặc là mấy chị kho cá, kho thịt gì đó. Cái này thì là đáy từ cho nên là nấu được mọi loại bếp giúp em luôn nha mấy chị ơi. Bếp từ nấu cũng được luôn nha. Đó mấy chị thấy cầm cái này lên là thấy thích rồi. Giá của cái mẫu này là 350 giùm em nha. Hàng này là hàng thuộc cái dòng hàng cao cấp của Sinhao á. Đây, hàng Sinhao nè. Cái hiệu này mấy chị vô siêu thị là mấy chị thấy hoài à. Đa phần những cái hàng gia dụng nồi rồi là hàng gia dụng trong nhà là đa phần là trong siêu thị nó bán của Sinhao á. Rồi chị nào lấy cái nồi này thì comment cho em là nồi 350. Nhớ giùm em có nói sai nha mấy chị ơi. Cái đáy của nó là size 18 thôi. Cái đáy của nó là tầm 18 thôi. Còn cái miệng nè, cái chu vi của cái miệng là khoảng size 20 giúp em nha. Chu vi miệng là size 20 á. Chứ thôi về mấy chị thấy, mấy chị chê nó nhỏ quá. Đó. Cái nắp, nó có nắp nha mấy chị. Nắp nè, nắp là nắp cường lực giúp em nha. Nắp cường lực nè, cái quai của nó là dặn ốc ở trong nè, rất là chắc chắn luôn. Nấu được mọi loại bếp giùm em. Đó là mới cần hàng. Rồi em còn ở nhà là tầm cái gì ta, nhiêu ta, 4-5 cái gì đó, 4-5 cái ấm đun siêu tốc. Thì chị nào lấy thì comment cho em luôn nha mấy chị ơi. Ở nhà còn tầm 4-5 cái thôi. Cái này là của Asanjo nha. Asanjo nó cho, có cho mấy chị cái phiếu bảo hành nữa nè. Asanjo, cái hiệu này cũng hay bán trong siêu thị á, Asanjo. Nhưng mà cái này là hàng quà tặng của Vinhome nha mấy chị. Hàng quà tặng của Vinhome. Đây em cho mấy chị coi cái hộp của nó nè. Đó, cái này là ví dụ như mình mua chung cư, mua căn hộ của Vinmart á mấy chị, của tập đoàn Vingroup á, thì nó nhiều khi người ta sẽ tặng cho mình cái này ha. Cái này là Asanjo đó, mấy chị mua về ở nhà để mình đun nước rồi nè, hoặc là mua cho mấy bé mà lên đây đi học đại học rồi đó mấy chị. Đây, mua cái ấm cỡ tiền này là vừa rồi. Hàng cũng là hàng có thương hiệu đàng hoàng mấy chị. Đó, bình thường cái ấm này không, mà nếu mà nó không có chữ Vinmart Home ở đây á, là cái ấm này bình thường là phải bán giá 250-280 mấy chị. Mấy chị có thể vô siêu thị đó, có cái hiệu Asanjo này 250-280, mà do nó có cái chữ Vinmart Home này thì em bán cho mấy chị giá là 130.000. Chị nào lấy cái ấm đun siêu tốc này á, thì mấy chị comment cho em là ấm đun nha, giá là 130.000 thôi mấy chị. Đó, giá là 130.000 thôi nha mấy chị ơi. Cái này là 1.8 lít nha. 1.8 lít. Tôi cũng tin. Rồi, là ấm đun nước giúp em nha mấy chị ơi. Ấm đun nước giá 130.000 là 1.8 lít. Hàng của Asanjo ha. Còn một cái khăn hu nữa nè. Còn một cái khăn hu nữa nè mấy chị. Cái này giờ nóng quá bung ra thì nó lâu. Cái khăn hu này nè, để cho mấy bé ví dụ như đi tàu đi xe rồi đó mấy chị, đi tàu đi xe rồi đó, hay có máy lạnh đó. Đó mấy chị quấn cho mấy bé cho nó ấm ha. Giá của cái khăn hu này là 70.000. Cái này là hàng quà tặng của Abbott Rau. Abbott Rau á mấy chị, cái hiệu sữa mà mấy chị hay mua cho bé uống đó. Đó thì nó sẽ tặng cái khăn con hu này. Em để giá là 70.000. Chị nào lấy khăn con hu thì comment cho em là khăn con hu 70.000 luôn nha mấy chị ơi. 70.000. Em còn lại có một cái duy nhất rồi. Còn một cái duy nhất. Nó rất là ấm. Nó không kêu cái gì mà kêu. Rồi, hôm nay em live tới đây mấy chị ha. Chị nào mà muốn lấy cái
mình xem lại la mình muốn lấy cái mẫu nào thì mấy chị có thể comment cho em ha, cái mẫu nào mà khách chưa mấy chị chụp hình lại xong rồi mấy chị inbox nổi giúp em ha. Rồi chắc là ngày mai chị Diễm sẽ like á, túi xách với lại đồ nam á, hôm nay mấy chị hỏi em nhiều quá thì chắc là ngày mai chị Diễm về chị Diễm like á mấy chị. Hôm nay là đi coi hàng cho nên là về trưa về không có kịp mấy chị, trưa về không có kịp hoặc là về tới nhà rồi là mệt rồi là lên nghỉ ngơi thôi chứ like không nổi. Hồi xưa thì đi coi hàng về xong rồi like cho mấy chị được chứ giờ là coi hàng xong về nhiều khi mệt. Không có like thì mấy chị thông cảm giùm em 2-3 bữa ha. Chắc là vài bữa nữa, ngày mai á chị Diễm sẽ lên like like túi sách rồi cho mấy chị á. Túi sách với lại là chị nào mà đang cái gì ta, đang đợi hàng Mỹ rồi á thì nó cũng sắp về rồi. Có gì là chị Diễm sẽ like cho mấy chị luôn ha, hàng Mỹ, hàng Thái gì đó là coi như là cũng sắp có hàng hết rồi, là ngày mai hay gì đó thì chị Diễm sẽ like cho mấy chị ha. Rồi, hôm nay em like tới đây nha mấy chị ơi, hôm nay like tới đây. Bye bye mấy chị nha, chúc mấy chị buổi chiều vui vẻ ha. Có gì là 2:30 ngày mai lên coi like tiếp giúp em ha.